Thầy có thấy chưa? Dạ thấy. Cô Phạm Thị Ngọc gì đã thấy chưa? Mời thầy cô trả lời đi ạ. Dạ Cho mọi thấy. thấy rõ chưa? Dạ thấy thầy Vì một ơi. số có thể không không nhìn thấy slide cái này đúng Dạ không? thấy này. Bây giờ các thầy cô, chúng ta sẽ vào từng chủ đề một nhé. Dạ thấy rồi. Thì Giác sẽ gợi ý là thầy cô hướng dẫn sẽ trao đổi. Chủ đề thứ nhất là các phép đo. Thì cái chủ đề này thì thầy Giác đã nói vừa rồi rồi, là cái chủ đề này thì chúng ta sẽ, tại sao chúng ta lại đưa lên trước, mặc dù trong chương trình ấy, là chủ đề này nó ở phía sau vật sống ấy, tức là đa dạng sinh học nó ở phía sau, trước khi học cái phần chủ đề về lực đấy, tức là khi chương trình thì như vậy, nhưng mà khi làm sách giáo khoa thì không phải riêng là bộ sách Chân Trời Sáng Tạo mà cả hai bộ còn lại cũng thống nhất với nhau là đưa cái chủ đề các phép đo lên trước, với mục đích là để giúp cho các con là nắm được nguyên tắc và các cái loại công cụ để đo các cái đại lượng như là chiều dài khối lượng, rồi thể tích, rồi nhiệt độ, vân vân, để sau này các con là sử dụng luôn cho các cái chủ đề tiếp theo. Chứ bây giờ thì các con lại đo xong rồi mới đi học các phép đo nữa thì nó không tiện. Đấy, thì vì vậy nên là có sự thay đổi điều đó. Thế thì trong các chủ đề về các phép đo thì chúng ta lưu ý là cái nội dung của chúng ta sẽ là những cái gì? Tức là đo các đại lượng gì? Thì trong chương trình ta chỉ đo các đại lượng nằm trong chương trình của lớp 6 của chúng ta thôi. Đó là đo chiều dài, đo khối lượng, đo thời gian, đo nhiệt độ. Và các cái bước để chúng ta đo các đại lượng này, thì dù là đo cái gì thì chúng ta cũng tuân thủ theo khoảng 5 bước này. Thứ nhất là ước lượng cái đại lượng cần đo. Thứ hai là chúng ta chọn cái dụng cụ đo. Thứ ba là ta hiểu chỉnh cái dụng cụ đo. Và thứ tư là ta thực hiện các phép đo và đọc và ghi kết quả đo, là cái bước cuối cùng. Đúng không? Thì thầy cô chú ý. Tất nhiên thầy cô cũng lưu ý là có một số dụng cụ thì có thể có cái bước, ví dụ như hiệu chỉnh dụng cụ đo, chẳng hạn như đo chiều dài cái thước thì có thể không cần hiệu chỉnh. Đấy. Nhưng mà cũng tùy, ví dụ như là thước kẹp hoặc là một số thước chúng ta cũng cần hiệu chỉnh. Đúng không? Đấy. Thì như vậy là tùy từng cái dụng cụ đo nhé, thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh. Ví dụ cái nhiệt kế thì chúng ta hay rải rải để đưa nó về cái nhiệt kế ban đầu 0 độ C chẳng hạn, bắt đầu đo, đó, hoặc là các loại cân ấy, thì cái bước đó gọi là bước hiệu chỉnh dụng cụ đo. Thế thì nội dung ở trong cái chủ đề các phép đo này đấy, thì có một cái mục tiêu đấy, tức là cái yêu cầu cần đạt là thầy cô chú ý là có cái yêu cầu thế này: lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thầy kích ơi, thước của các vật. Ví dụ đo chiều dài nhé, về kích thước của các vật. Vậy thì trong trường hợp này sách giáo khoa sẽ thiết kế như thế nào? Ví dụ như là trong bộ sách này chúng ta sẽ thiết kế như sau: cái hoạt động mà cảm nhận và ước lượng chiều dài của vật. Thì ở đây ta có cái thảo luận thế này thầy cô này. Khi dạy học thầy cô chú ý là cái nội dung này là thảo luận đấy. Có cái nền xanh nhạt nhạt này đây, cái nội được đánh số từ 1 cho đến N liên tục trong bài học. Ví dụ như trong cái hoạt động này có hai cái thảo luận thì có số 1, số 2. Hoạt động tiếp theo sẽ được đánh số là 3, 4, 5 và cứ như vậy là các cái câu hỏi để chúng ta thảo luận. Thì thầy cô tổ chức cho các con thảo luận thế nào tốt các câu hỏi này. Ví dụ ở câu hỏi thứ nhất là cảm nhận của em về chiều dài đoạn thẳng AB so với chiều dài đoạn thẳng CD trong hình 4.1 là như thế nào? Nhớ là cảm nhận thôi. Thế thì các con thì có con thì nhìn là thấy là ở đây là thấy là đoạn CD thì dài hơn AB, có bạn thì bảo AB dài hơn CD, có bạn bảo bằng nhau đấy, vân vân. Cho các con cứ cảm nhận thoải mái. Bởi vì hoạt động của chúng ta là đang là cảm nhận và ước lượng chiều dài mà, đúng không? Sau đó chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai để giúp cho các con nhận ra cái này là hãy ước lượng chiều dài của hai đoạn thẳng đó. Và muốn biết kết quả ước lượng có chính xác không thì ta phải làm như thế nào? Với các con ước lượng như thế này. Đấy, có bạn thì bảo đây là 20 cm, đây là 10 cm, đúng không? Để các bạn có khả năng tự ước lượng bằng gang tay đo hoặc là bằng cái gì đó, đúng không? Đấy, các con tự ước lượng. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ hỏi là để biết kết quả ước lượng chính xác thì ta phải làm như thế nào? Tức là gợi ý để các con là chúng ta phải dùng một cái dụng cụ để chúng ta đo, đúng không?
Đấy, thì như vậy là thầy cô thấy là phải có cái dụng cụ đo, là có thể phải dùng thước để chúng ta đo như thế nào. Thế cái sự ước lượng này thì trong thực tế thì thầy cô thấy là chúng ta cũng có nhiều cái hiện tượng ở trong thực tế mà ta có thể ta ước lượng không chính xác. Ví dụ như ta quan sát là cái các cái cột đèn ở trên một cái con phố nào đó, thì hầu như là chúng ta sẽ thấy các cột đèn phía trước này hình như là cao hơn các cột đèn ở phía sau, nhưng mà thực ra là không phải, chiều cao của các cột đèn là bằng nhau, đúng không? Đấy, thì do là gì ạ? Do cái cảm nhận về cái việc quan sát xa gần khác nhau mà ta thấy gần như là nó các cái cột đèn này nó không bằng nhau, càng về sau lại càng ngắn hơn, nhưng mà trong thực tế không phải là như vậy, đúng không? Thì chúng ta có thể cho cảm nhận như thế, đúng không? Thầy cô thấy tương tự như vậy. Thì sang phần về nhiệt đo nhiệt độ, chúng ta cũng có cảm nhận. Ví dụ như là chúng ta hay có cái động tác là gì ạ? Khi các trẻ nhỏ nó bị sốt thì ta sờ tay vào trán, và như vậy là ta cảm nhận, là ta nói là bé này bị sốt rồi, đúng không? Con bị sốt rồi thế này thế kia. Nhưng mà người khác cũng sờ tay vào trán bảo chưa thấy sốt hoặc là thế này thế kia. Vậy thì cái cảm nhận này nó sẽ không được chính xác. Đấy. Và nếu như vậy chúng ta phải nhiệt kế để chúng ta đo. Giống như là khi nãy chúng ta phải dùng thước để đo chiều dài của cái đoạn thẳng AB và CD. Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta phải làm thiết kế một thí nghiệm như thế nào? Thí nghiệm này cũng rất là dễ làm. Chúng ta chuẩn bị 3 cái cốc nước. Sau đó thì một cốc nước là chúng ta sẽ cho thêm đá vào để tạo ra cái nước này nó lạnh hơn so với cốc 2 là cốc đối chứng, để nguyên như vậy. Còn cốc thứ 3 thì chúng ta lại cho nước nóng ở trong phích vào để cho nó ấm hơn một tí. Sau đó thì ta hướng dẫn là các con là nhớ là chỉ để nước ấm nữa, đừng có để nước nóng nữa. Các con dùng hai ngón tay trỏ của hai bàn tay và chúng ta nhúng vào cốc số 1 và cốc số 3. Sau đó thì ta cùng đưa hai ngón tay đó nhúng vào cốc số 2. Thì rõ ràng là cái cốc mà khi lại nhúng vào nước ấm này mà các con nhúng vào đây là các con thấy lạnh hẳn đi. Và như vậy là cái cảm nhận này, còn cái ngón tay bên này chúng ta lại thấy khác. Vậy thì cái cảm nhận này có phải là cảm nhận thật sự hay không? Bởi vì cốc nước thứ hai này thì nó nhiệt độ nó cũng không đổi. Muốn đo được cái nhiệt độ của cốc thứ hai này thì rõ là chúng ta phải dùng nhiệt kế để chúng ta đo. Chứ cái cảm nhận này nó cũng là không chính xác, đúng không? Thì trong thực tế thì có rất nhiều, ví dụ như là thầy cô sờ tay vào cái tay vịn lan can bằng inox thì thấy nó mát lại, ví dụ như vậy. Đấy. Thì có những cái cảm nhận như vậy thì chúng ta cần phải có công cụ để chúng ta đo lường nó, đúng không? Đấy, thì đây là cái bài này, thì cái bài công cụ đo đấy. Thì còn quy trình đo là cách đo thì trong sách đã làm rất rõ rồi, thì thầy Giác không phân tích, nhưng mà chỉ nói là một cái hiện tượng là cảm nhận sai về các đại lượng đo. Thì như vậy là chúng ta có thể có những cái ví dụ như vậy. Khi dạy thì thầy cô lưu ý để khai thác các cái nội dung này, và cái câu thảo luận thì bên cạnh đây thầy cô cứ thảo luận các câu này, và đây là cái vật dụng, cả cái luyện tập, đúng không? Đấy, thì thầy cô chú ý luyện tập nó có thể đan xen với cái thảo luận. Bây giờ sang cái chủ đề thứ hai là chủ đề các thể của chất. Thì cái chủ đề các thể của chất thì chúng ta sẽ nói đến cái gì? Nói đến chất, chúng ta sẽ nói đến cả cái tính chất vật lý và tính chất hóa học của chất, và sau đó là sự đa dạng, tức là ta có 3 thể của chất, gồm có thể rắn, thể lỏng, thể khí hoặc là hơi. Khí với hơi thì cũng là một thể. Đấy. Và cái quá trình chuyển đổi thể cho nhau, ví dụ như từ rắn sang lỏng thì chúng ta phải nóng chảy, và ngược lại thì là đông đặc. Từ lỏng sang khí thì chúng ta phải cho bay hơi, ngược lại là ngưng tụ. Đấy, như vậy. Và từ cái vật thể này thì thầy cô lại thấy là chúng ta lại thế nào ạ? Vật thể này chúng ta lại chia thành vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. Như vậy là trên này chúng ta có cái quá trình, cái tính chất vật lý này là liên quan đến vật lý. Cái chủ đề này nhiều người nói là có lẽ là hóa học, cũng không phải là hóa đâu. Nó có vật lý nhiều, thậm chí có cả sinh học nữa. Chúng ta đang tích hợp mà. Như vậy khi nói đến tính chất vật lý như là các đặc tính về khối lượng riêng, rồi nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, thì cái này là thuộc về vật lý. Còn nói đến sự biến đổi hóa học, tức là nói đến tính chất hóa học, ví dụ như khả năng cháy được thì đó là phản ứng cháy, ví dụ như vậy.
Đấy thì có cả hóa học. Và cái sự chuyển đổi thể này thực chất không phải là hóa học đâu, mà đây là vật lý đấy, thầy cô ạ. Đấy, đang chuyển đổi pha đấy, chuyển đổi các trạng thái các thể. Rồi xuống đây chúng ta lại chia vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo. Và trong nhóm vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo lại chia tiếp. Có thể có vật vô sinh là vật không sống, và vật hữu sinh là vật sống. Như vậy đây lại liên quan đến sinh học là vật sống. Đấy. Mà cái khái niệm, cái đặc trưng sống thì chúng ta đã có từ bài mở đầu là có cái vật vật sống và vật không sống rồi. Ở đây chúng ta lại chia theo kiểu là vật vô sinh và vật hữu sinh. Đấy thì để thầy cô thấy được là cái sự đa dạng của thế giới vật chất là như vậy, đúng không? Và trong chủ đề này thì rõ ràng không chỉ có hóa học, thậm chí hóa học còn là không phải là quá nhiều, mà đây lại còn có vật lý và sinh học nó nhiều lên, đúng không? Thầy cô lưu ý. À, về sự đa dạng, chúng ta nêu được sự đa dạng của chất là chất có ở xung quanh ta, rồi trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh và vật hữu sinh. Đấy, rồi là các cái mục tiêu khác như là trình bày. Các mục tiêu đều có động từ ở đứng trước. Thầy cô thấy là trình bày, đưa ra, nêu được, tiến hành được thí nghiệm. Chỗ nào mà nói tiến hành được thí nghiệm thì thầy cô lưu ý là cái thí nghiệm này chúng ta phải yêu cầu học sinh làm. Còn chỗ nào mà các thí nghiệm đưa ra nhưng mà trong mục tiêu không yêu cầu tiến hành thí nghiệm đó thì thầy cô hiểu là cái thí nghiệm đó là thầy cô có thể làm để minh họa giúp cho học sinh hiểu kiến thức chứ không yêu cầu học sinh làm. Mà nếu tổ chức cho học sinh làm được thì tốt. Đấy thì thầy cô lưu ý như vậy. Còn cái chỗ nào mà yêu cầu phải tiến hành được thí nghiệm thì chắc chắn là thầy cô phải tổ chức cho học sinh làm được. Thầy cô lưu ý cái chỗ này. Đấy. Bây giờ ví dụ như nói về sự đa dạng của các chất thì chúng ta sẽ cho yêu cầu học sinh là quan sát. Đầu tiên chúng ta nói là cái gì là vật thể, nhưng gì tồn tại xung quanh chúng ta thì gọi là vật thể. Các vật thể thì đều do một chất hoặc là nhiều chất tạo nên. Đấy. Thì như vậy là vật thể nó phải gắn với chất. Thế còn vật thể mà không gắn với chất thì ta gọi là phi vật thể. Ví dụ như ta nói là kịch hát, dân ca, xứ nghệ thì đó không phải là một hình thức phi vật thể, bởi vì nó không có là chất ở trong. Nó không phải là vật thể tồn tại xung quanh chúng ta. Đấy. Hoặc là gì ạ? Hoặc là hát dân ca của đồng bằng sông Cửu Long này vân vân, đúng không? Đấy. Thì như vậy là những cái hình thức đó là ta gọi là phi vật thể. Còn vật thể của chúng ta là phải gắn với chất. Và vật thể có thể do một chất hoặc nhiều chất tạo nên. Đấy. Mỗi chất có thể tạo nên nhiều vật thể và mỗi vật thể có thể được tạo nên từ nhiều chất khác nhau. Đấy, thầy cô thấy là mỗi vật thể, mỗi chất thì tạo nên nhiều vật thể. Nhưng mà cũng mỗi vật thể có thể do nhiều chất khác nhau để tạo. Ví dụ không khí cũng được xem là vật thể, thầy cô gọi là do nhiều chất như là oxygen, nitrogen rồi các khí trơ nó tạo nên. Đấy, carbon dioxide chẳng hạn như vậy. Đấy. Nhưng mà một chất như là oxygen thì nó cũng được tạo nên nhiều cái vật thể khác nhau. Không chỉ có là không khí mà nó còn là có ở trong thành phần của các cái vật thể khác nữa. Đúng, ví dụ như vậy. Đấy, thầy cô lưu ý. Thế bây giờ ta cho làm gì? Ta yêu cầu học sinh là quan sát những cái vật thể trong hình 8.1. Vật thể nào có sẵn trong tự nhiên và đó được gọi là vật tự nhiên, và vật thể nào do con người tạo ra là vật thể nhân tạo. Và yêu cầu học sinh hỏi như vậy. Thế thì học sinh sẽ quan sát cái hình này theo cái kiểu gì? Khi dạy học thì thầy cô sẽ lưu ý để học sinh quan sát. Quan sát từ những vật nhìn thấy được đến vật không nhìn thấy được, những vật có kích thước lớn đến vật có kích thước nhỏ, vân vân. Chúng ta quan sát. Ví dụ này, vật nhìn thấy được là như kiểu là ở đây ta thấy là có là gì ạ? Đá rồi cây cối rồi nước rồi con thuyền con người là nhìn thấy được. Nhưng mà đến không nhìn thấy được như là không khí. Không khí thì không nhìn thấy được, đúng không? Rồi vật có kích thước lớn như là gì ạ? Như là các cái tảng đá rồi các cái cây cối, hòn núi là vật có kích thước lớn. Nhưng mà vật có kích thước nhỏ như là con người, con thuyền, rồi thậm chí là quần áo ở trong này, đúng không? Tất cả các thứ là nhỏ. Rồi con cá rồi vân vân ở dưới này nó rất là nhỏ. Như vậy gọi là sau khi quan sát như vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh sẽ thế nào? Học sinh sẽ chia ra một cái sơ đồ. Đó là vật thể, cái gì có sẵn trong tự nhiên thì các con chỉ vào đây, cái gì do con người tạo ra các con quan sát được trong cái hình vừa rồi thì dán vào đây. Và trong các vật thể tự nhiên và vật thể do con người tạo ra này thì cái gì có đặc trưng sống thì chúng ta lại có vào đây, và cái gì không có đặc trưng sống chúng ta gắn vào đây.
Đấy, thế thầy cô thấy là cái đặc trưng sống thì đã được học trong bài đầu tiên, bài mở đầu về khoa học tự nhiên rồi. Đấy, đó là phân biệt vật sống và vật không sống. Như vậy nói tóm lại là tại sao cái thứ tự bài học, cũng luôn trả lời thầy cô là cái thứ tự bài học tối ưu là thầy cô nên theo ở trong cái chương trình và sách giáo khoa. Sách giáo khoa đã thiết kế cụ thể để giúp cho thầy cô là khi mà chúng ta xáo trộn cái thứ tự các bài học thì nó có thể là cái sự logic nó lại không được theo một cái trật tự nhất định. Đó. Cũng giống như xem phim thì chúng ta xem tập 1 xong rồi đến tập 2, tập 3, bây giờ ta lại xem ngược lại thì nó cũng có vấn đề, nó tiếp nhận cái kịch bản nó không được 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 giống nhau, đúng không? Thầy cô lưu ý. Còn cái phần này tức là phần kết luận cái kiến thức trọng tâm, thì như vậy sau khi thảo luận như vậy thì cuối cùng học sinh sẽ rút ra là vật tự nhiên là những vật có sẵn trong tự nhiên, vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống, như là gì, quần áo, rồi là thuyền, rồi là vân vân, thế lại đó là vật thể nhân tạo, đúng không? À, vật hữu sinh là vật thể có đặc trưng sống, như là con người, rồi cá, cây cối là vật hữu sinh, còn vật vô sinh là vật không có đặc trưng sống. Đấy, như là sông suối đó là vô sinh, đúng không? Đấy, chẳng hạn như là đá, đấy, vân vân. Đấy. Thì như vậy là các con tự rút ra cái này, và bây giờ ta yêu cầu các con là đây là luyện tập là cho các vật thể như trong hình này, đó là quần áo, cây cỏ, con cá, xe đạp và hải, sắp xếp chúng vào một nhóm vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật hữu sinh và vật vô sinh, và các con tự sắp đó. Thì đấy ta gọi là luyện tập. Đấy. Luyện tập này chỉ ở mức độ là phân loại nó ra được thôi, dựa vào các cái dấu hiệu đặc trưng của các cái loại vật thể mà chúng ta chia ra ở trên đó. Thầy cô chú ý như vậy, đó là cái chủ đề 2. Thì thầy Cao Vĩ Giác chỉ lưu ý thầy cô như vậy. Những cái còn các cái nội dung khác thì chúng ta đã có rất cụ thể, rất chi tiết ở trong sách giáo khoa rồi, có từng hoạt động một, nên là chúng ta cũng yên tâm, đúng không? Chúng ta có thể dạy học được các cái chủ đề đó tiếp. Bây giờ giới thiệu sang chủ đề thứ 3 là chủ đề oxygen và không khí. Đấy. Thì trong chủ đề này thì chúng ta sẽ trình bày các cái nội dung gì? Trong sách giáo khoa chúng ta có đề cập đến hai phần là oxygen và không khí. À, thầy cô chú ý là tên của các nguyên tố hóa học, các đơn chất và hợp chất trong hóa học đấy, bây giờ được quy định theo chương trình mới là chúng ta viết bằng tiếng Anh. Trừ 13 nguyên tố đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt, như là sắt, đồng, bạc, kẽm, rồi là đấy, tức là một số các cái nguyên tố như vậy, thì chúng ta vẫn ở dạng đơn chất, chúng ta vẫn gọi tiếng Việt. Ở dạng vật thể chúng ta gọi tiếng Việt, nhưng mà khi chuyển sang hợp chất thì chúng ta lại phải gọi tên theo tiếng Anh. Thì giác lấy ví dụ, khi ta nói là lấy một thanh sắt thì như vậy là ta vẫn dùng chữ sắt, nhưng mà nói đến là dung dịch sắt 2 sunfat thì chúng ta lại dùng là iron 2 sulfate. Và bây giờ cái gốc sunfat ta đọc thành sulfate và sắt ta đọc thành iron, như vậy là iron 2 sulfate. Vậy thì cái cách đọc viết thì chắc chắn viết bằng tiếng Anh, thì khi đọc thì chúng ta cũng có lẽ cũng phải đọc bằng tiếng Anh ý. Chả lẽ chúng ta lại đọc tiếng Việt đâu. Thì vì vậy nên là thầy cô yên tâm là học sinh lớp 6 thì khi vào đầu học ấy, thì chúng ta dạy nó như thế nào, các con như thế nào thì các con sẽ tiếp thu như vậy. Nên là không khó khăn cho học sinh, chỉ có khó khăn cho quý thầy cô một chút là chúng ta đang quen gọi theo tiếng Việt, bây giờ chúng ta lại gọi theo tiếng Anh. Viết là về viết tiếng Anh rồi thì chúng ta gọi tiếng Anh như thế này. Vì lường trước được cái khả năng này nên thầy Giác cách đây 5 năm thì thầy Giác đã ra cái video để giúp cho thầy cô là đọc tên của các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn bằng tiếng Anh và tên của các hợp chất vô cơ hữu cơ. Thầy cô xem qua cái video đó, đúng không? Để chúng ta cũng cũng có nghĩa là chúng ta tự tự tập huấn về cái nội dung đọc tên đó, đúng không? Theo cái hướng dẫn của video, đúng không? Thầy cô có thể xem. Còn tại sao lại là chúng ta lại phải đọc bằng tiếng Anh, phải viết bằng tiếng Anh? Thì cái này đây là cái lần này chúng ta thay đổi sách giáo khoa thì chúng ta phải tiếp cận với xu hướng của các nước. Đặc biệt là những cái thuật ngữ về khoa học thì chúng ta nên giữ các cái thuật ngữ chung mà các nước đã sử dụng, thì cái tiếng Anh là phổ biến cho các cái thuật ngữ này. Như vậy thì giúp các con sau này đi du học chẳng hạn thì các con cũng cảm thấy là những gì học ở Việt Nam thì sang cũng gọi cũng giống như là học ở các nước khác. Nhưng bây giờ ta gọi là oxy nhưng mà sang bên kia người ta lại gọi là oxygen, đúng không? Đấy thì gọi là tiếng Anh lại như vậy.
Bây giờ ta gọi là oxit, nhưng mà khi đi du học sang học bên tiếng Anh người ta gọi là oxide, được không? Vậy thì không đọc là CO2 thì bây giờ ta lại đọc là carbon dioxide, được không? Không đọc là khí carbonic chẳng hạn như vậy. Đấy, vậy thì những cái đọc này thì tất nhiên là thầy cô phải cố gắng để tự học một tí để chúng ta cũng quen dần thôi. Ở lớp 6 thì cũng chưa nhiều công thức gì cả nên nó rất ít. Nhưng mà bắt đầu lên lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì cái cách đọc này thầy cô phải chú ý, đúng không? Và chúng ta sẽ có thì trong cái video đó thầy Giác có phiên âm chuẩn theo Anh Mỹ nữa để giúp thầy cô nhìn cái cách phiên âm nó nữa để thầy cô đọc. Đấy, thì thầy có đọc cho nó đúng. Thì còn các con thì bây giờ tiếng Anh tốt lắm, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là càng tốt nữa. Mà bây giờ nông thôn cũng nhiều em cũng IELTS rồi, ít nhất cũng 5 chấm, 6 chấm cũng có cả. Đấy, vì vậy nên cái việc đọc là không khó đối với các em. Chỉ có quý thầy cô chúng ta lưu ý. À, cũng không phải chỉ có du học không đâu, nhiều thầy cô bảo là vùng học sinh của chúng tôi không du học. Không phải du học mà ngay cả thầy cô dùng khi để search trên mạng thì thầy cô dùng cái thuật ngữ bằng tiếng Anh thì cái số lượng từ khóa nó xuất hiện liên quan đến cái nội dung thầy cô search đó sẽ tăng lên rất nhiều. Còn nếu chúng ta search bằng tiếng Việt thì sẽ ít hơn. Và chưa nói là ta ra biệt là ta ra quầy thuốc, ta mua một cái loại thuốc gì đó thì ta nhìn vào tên học sinh sẽ thấy tại sao tên ở trong thuốc và tên ở trong khi học môn khoa học tự nhiên lại không giống nhau. Mặc dù cũng là nguyên tố đó cả. Là vì bên kia người ta cứ viết bằng tiếng Anh, bên thuốc bên này chúng ta lại cứ làm bằng tiếng Việt. Với thứ hai, khi chuyển hóa cái tên tiếng Việt về các nguyên tố khoa học nó cũng có nhiều phiền toái, cũng có nhiều cái không được logic lắm. Đấy. Sau này có nhiều người ví dụ như là aldehyde thì ta lại viết chữ D lại là chữ D lại thành chữ D của tiếng Việt đấy. Mà viết liền nhau khi đọc không đọc được đâu, rất là khó khăn. Đấy, thầy cô lưu ý cái chỗ này nên là để thống nhất là trong chương trình lần này cũng là một lần thay đổi sách giáo khoa, chúng ta phải chắc chắn là không thay đổi liên tục sách giáo khoa được. Chu kỳ sống lần này nó cũng dài nên là chúng ta phải tiếp cận với thế giới, đúng không? Để làm sao đưa cái học thuật mà vào cho các con vừa nhẹ nhàng nhưng mà lại vừa hòa nhập với thế giới để sau này các con đi học chỗ này chỗ kia thì cũng không bỡ ngỡ, đúng không? Thầy cô lưu ý. Sau phần oxygen thì chúng ta sẽ chuyển sang phần không khí. Đấy, thì phần không khí và tất cả cái này đều có, ví dụ oxygen chúng ta chưa nghiên cứu nhiều về tính chất hóa học mà chúng ta chủ yếu đang nói về tính chất vật lý như là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí, tan ít trong nước. Đấy, còn chất hóa học thì chính là sự sống và sự cháy là liên quan đến tính chất hóa học, nhưng mà chúng ta nói ở dưới dạng là các cái tầm quan trọng ở trong cuộc sống nhiều hơn. À, tương tự như vậy thì trong không khí chúng ta nói thành phần của không khí, tầm quan trọng, ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường. Như vậy đây là tích hợp đấy, tích hợp cả khoa học môi trường vào đây nữa, đúng không? Thì chúng ta thấy là có nhiều nội dung để thầy cô có thể. Bây giờ ví dụ những cái bài về một số tính chất của oxygen thì chúng ta có cái hoạt động đây là tìm hiểu một số tính chất của oxygen. Cái tìm hiểu tính chất thế nào thì những cái tính chất nào mà bằng kênh hình có thể minh họa được để cho học sinh thảo luận thì trong sách giáo khoa sẽ tối đa sử dụng kênh hình. Nhưng những cái mà không sử dụng bằng kênh hình thì chúng ta có thể sử dụng bằng gì ạ? Có thể sử dụng bằng bằng kênh chữ để minh họa tiếp, bằng sơ đồ bảng biểu, tức là rất nhiều thứ. Đấy. Ví dụ như là chúng ta sẽ yêu cầu để học sinh thảo luận cái câu hỏi số 3 là tại sao các đầm nuôi tôm thường lắp đặt hệ thống quạt nước. Thế lắp đặt cái hệ thống quạt nước này là để cho các cái sinh vật dưới nước này như là cá tôm nó sống được, nó có oxygen để nó thở. Bởi vì điều đó chứng tỏ là cái sự hòa tan oxygen trong nước là rất là kém. Do đó cần sự trợ giúp, sự quạt nước để một phần nào đó cái lượng oxygen ở trong không khí có thể phân bố được trong nước, hòa tan được trong nước để cho là các cái tôm rồi cá, tức là thủy sản nó sẽ sống được. Đặc biệt là khi mà mật độ nuôi trồng lớn rồi ao hồ lại chật hẹp thì rõ ràng cái hệ thống quạt nước này lại càng phải phát huy tác dụng để tăng cái lượng oxygen vào. Vậy thì cái ứng dụng này cũng đã nói lên một phần là cái oxygen nó là tan ít trong nước. Đấy, tan ít trong nước. Đấy, đây có lưu ý là còn những cái tính chất khác như là
không màu, không mùi, không vị thì chúng ta phải dùng các cái câu hỏi để chúng ta thảo luận. Ví dụ như là thường xuyên hít thở khí oxygen trong không khí, em có cảm nhận được màu, mùi, vị của oxygen không? Chứ chúng ta không có hình ảnh về màu, mùi, vị, đúng không? Để minh họa thì thầy cô lưu ý là chỗ nào có thể minh họa được tối đa bằng hình ảnh thì trong sách này sẽ thiết kế, đúng không? Sẽ giúp thầy cô là truyền tải được cái hình ảnh đến đó, đến cho học sinh. Còn nói về tầm quan trọng thì chúng ta nói về ví dụ như là cung cấp khí oxygen cho người bệnh chẳng hạn này. Đấy, thầy cô thấy là hiện nay như là cái bệnh dịch COVID-19 của chúng ta đang tung hoành rất là phức tạp ấy. Thì chúng ta vào bệnh viện ấy, nhiều bệnh nặng ấy, là chúng ta phải thở vòng bình oxy, không tự thở được. Đấy, thậm chí là phải dùng tim nhân tạo, phổi nhân tạo bằng cách là dùng máy ECMO để chúng ta nói, những cái người bệnh quá nặng. Đấy, phổi không hô hấp được, tim không hoạt động được, chúng ta phải dùng máy trợ lực. Đó. Đấy. Như vậy rõ ràng là trong nhiều trường hợp đó là rất là nặng. Vậy thì vai trò của oxygen ở đây cũng rất là quan trọng. Oxygen bình thường trong không khí thì chúng ta thấy là nó gần như là của trời cho nên là không tính toán. Nhưng mà khi đưa vào các cái bình thở đấy, đúng không? Để là tất cả trợ giúp, tức là các bình dưỡng khí. Thì nói chung là hiện nay ta thấy là như kiểu là Ấn Độ vừa rồi nó bị chết rất nhiều người vì COVID là vì cũng thiếu bình oxygen. Đó, vậy vai trò là rất là quan trọng. Đấy. Nên là vì có câu chuyện là có cụ già 83 tuổi ở Italia mà sau khi bị COVID ấy, được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Sau khi ra thanh toán tiền ra viện thì cụ bật khóc. Đó. Là bởi vì là bệnh viện có thông báo là cứ mỗi ngày cụ thở cái bình oxygen này thì cụ phải trả 500 euro, ví dụ như vậy. Khi tính tiền xong thì cụ khóc. Thế thì nhân viên bệnh viện vì hỏi là cái đây có sự trợ giúp của chính phủ rồi, đặc biệt với người cao tuổi nữa, nhưng mà cũng chia sẻ với nhân dân, với đồng bào, có nghĩa là cái việc mà sử dụng cái bình oxygen bây giờ nó khan hiếm đó, nên là ngoài cái chi trả của bảo hiểm thì cũng cần sự giúp đỡ của các cá nhân đó, của bệnh nhân. Sau đó ông bảo là tôi khóc không phải là chuyện tiền nong, mà tôi khóc ở đây là 83 năm qua tôi đã thở oxygen ở trong không khí, không mất một đồng nào cả. Bây giờ tôi muốn nhờ bác sĩ tính hộ là nếu như cứ một ngày tôi mất 500 euro như thế này thì liệu 83 năm qua tôi phải trả cho thiên nhiên bao nhiêu tiền. Đấy, như vậy lúc đó ta mới thấy sự quý giá của cái oxygen này. Đấy không? Đấy, oxygen này. Còn bình thường thì là coi như thiên nhiên ưu đãi, cũng như là nguồn nước sinh hoạt của chúng ta, ta cứ tưởng là thiên nhiên ưu đãi mãi, nhưng mà dần dần nó cạn kiệt đi. Đấy, nó bị ô nhiễm đi, rất là nhiều thứ. Đấy. À, không chỉ có trong lĩnh vực là bình dưỡng khí để chữa các cái bệnh về hô hấp, rồi các cái bệnh liên quan đến tim mạch vân vân, mà chúng ta còn dùng bình dưỡng khí để vào các cái hoạt động đặc thù như là leo núi, rồi là lặn sâu, lặn biển, cứu hộ vân vân. Vì những cái khu vực đó là nó cái mật độ khí oxygen nó rất là kém, rất là ít, nên buộc người ta phải dùng các cái bình nén khí, chứ không thì không ai vào cứu hộ được. Đấy. Thầy cô thấy cái đội bóng nhí của Thái Lan cách đây 2 năm đấy, đúng không? Là coi như là cái đội cứu hộ phải vào sâu trong và đưa rất nhiều bình oxygen vào để giúp đỡ thì chúng ta mới có thể là cứu hộ được an toàn được cái đội bóng đó ra thành công. Đó. Còn một cái tính chất nữa là đang muốn chứng minh là duy trì sự cháy, cái này là sự sống. Bây giờ sự cháy thì oxygen sẽ thế nào? Thì chỗ này làm được thí nghiệm thì ta làm. Thí nghiệm rất là đơn giản, chúng ta chỉ dùng một cái que đóm cháy có than hồng, sau đó một bình, có thể là cái bình tam giác mà chứa sẵn khí oxygen. Thầy cô chỉ cần đưa cái que đóm đó, than nó vừa tắt đó, vào bình oxygen và sau đó nó sẽ bùng cháy ngay, lập tức trở lại. Đấy. Thế thì vậy thì điều đó chứng tỏ để oxygen là không chỉ duy trì sự sống mà còn duy trì sự cháy. Và do nó duy trì sự cháy như vậy nên nó rất cần để đốt cháy cho các cái loại nhiên liệu như là củi, than, đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên để ta phục vụ cuộc sống. Đúng không? Đấy, sử dụng củi ga để đun nấu, đốt dầu thắp sáng vân vân, thì đó là chính là cái khả năng duy trì sự cháy của oxygen.
Thế còn cuối cùng thì chúng ta chỉ làm gì, cái việc gì thầy cô? À, chúng ta sẽ kết luận, học sinh sẽ kết luận được câu là vậy là oxygen duy trì sự sống và sự chảy. Đấy thì rất là đơn giản như vậy. Còn các cái ngữ liệu này thì nó nhiều thứ và thảo luận nó nhiều, nhưng mà kết luận thì rất là đơn giản. Thầy cô lưu ý là như vậy. Đó. Ta kết luận đúng theo mục tiêu của bài học. Và cái kết luận này không phải là thầy cô đọc cho học sinh hoặc là thầy cô chiếu lên slide, mà là phải do chính học sinh tự kết luận ra. Thế nó là mình hay học theo kiểu kiến tạo, tức là có nguyên liệu cho sẵn, có các cái tình huống bối cảnh trong thực tế, và từ đó học sinh sẽ kết luận ra là oxygen duy trì sự sống và sự chảy. Đấy, thế là được thôi. Đấy, các con nói lên được câu đó thông qua cái thảo luận là coi như ta thành công rồi, đúng không? Thầy cô đã hướng dẫn các con học tập rất là tốt, tổ chức các hoạt động rất là hiệu quả. À, ví dụ một bài nữa là bài không khí và bảo vệ môi trường cũng trong chủ đề này, thì chỗ này có một cái yêu cầu là chúng ta phải tiến hành được thí nghiệm để xác định thành phần phần trăm thể tích của không khí. Thứ nhất là nêu được thành phần của không khí, rồi lại tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định được thành phần phần trăm thể tích oxygen của không khí. Thế thì thứ nhất là nêu về thành phần của không khí, thì ngay cả môn khoa học ở lớp 5, lớp 4, lớp 5 của chương trình 2018 của chúng ta cũng đã nói đến không khí, nhưng mà chỉ nhấn mạnh là trong đó có chứa oxygen là oxy thôi. Còn những thành phần gì thì chưa nói hết. Thế thì lên lớp 6 này thì chúng ta phải nghiên cứu, phải trao đổi, phải hướng dẫn học sinh biết là trong không khí có những thành phần chất gì. Thế cái chất mà dễ biết nhất là oxygen thì được học từ khoa học lớp 5. Nhưng mà lên đây thì học sinh sẽ cần biết tên đó là gì ạ? Theo cái biểu đồ này thì oxygen là chiếm 20%, khoảng 21%, 78% là nitrogen, là của nitơ đấy, nitrogen. Và còn 1% là carbon dioxide, không, hơi nước và một số chất khí khác. Như vậy là cái gì mà không giới thiệu được thì ta quan sát. Bây giờ ta muốn là cho học sinh quan sát một cái bản tin dự báo thời tiết này, thì ta thấy là trong bản tin lúc nào cũng hay nói đến độ ẩm của không khí. Mà nếu mà nói đến độ ẩm của không khí thì chứng tỏ là trong không khí phải có cái gì ạ? Có hơi nước. Vậy thì hơi nước này thì ở đâu là ra? Là do cái chu trình chuyển hóa của nước, đúng không? Và chúng ta thấy là hơi nước là nước nó bay hơi khi có nhiệt độ cao, ánh sáng mặt trời chiếu vào. Và như vậy cái hơi nước này nó sẽ nằm ở trong không khí. Đấy. Và có cơ hội thì nó sẽ gì ạ? Tạo ra mây, đúng không? Đấy các thứ. Nhưng mà đây đang là độ ẩm. Và có một cái lưu ý là ở đây là có cái phần trăm của độ ẩm này là khác với cái phần trăm ở trong cái biểu đồ này. Ở đây nói là chỉ có 1% là cái hỗn hợp carbon dioxide, không, và hơi nước và một số khí khác. Mà tại sao ở đây lại có 70, 75, rồi 80, 85 đấy phần trăm như vậy? Vì vậy nên phải có thêm một cái mở rộng để cho học sinh nào mà đang còn có những cái thắc mắc chỗ này thì tìm hiểu thêm. Tức là trong cái bản tin dự báo thời tiết này thì cái phần trăm này ta hiểu là cái độ ẩm tương đối. Độ ẩm tương đối thì được hiểu là tỷ số giữa khối lượng nước ở trong một thể tích hiện tại so với khối lượng nước trong cùng thể tích đó khi mà hơi nước này bão hòa. Đấy. Thế còn cái phần trăm này lại là phần trăm gì ạ? Phần trăm thể tích của oxygen chiếm ở trong không khí. Như vậy hai cái này khác nhau, đúng không? Căn cứ vào đây. Đấy. Thế cái này thầy cô không cần dạy, nhưng mà hướng dẫn học sinh, ví dụ như học sinh tìm hiểu là tại sao lại có sự khác nhau giữa hai cái loại phần trăm này. Bởi vì cái cách đo khác nhau, cách tính phần trăm ở đây khác nhau. Thầy cô lưu ý. Còn một cái thí nghiệm là thí nghiệm xác định về thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí. Thì theo cái mục tiêu là phải làm được một thí nghiệm đơn giản để làm sao mà xác định được cái tỷ lệ cái phần trăm của oxygen trong không khí. Cái này ta nói 21%, tức là nó chiếm khoảng 1/5 thể tích của không khí, đúng không? Gần bằng thôi. Thì chúng ta tính như vậy. Thì chính là cái làm thí nghiệm này, đây chính là cái năng lực gì ạ? Gọi là gì ạ? Ta có năng lực nhận thức khoa học tự nhiên, còn năng lực này là năng lực tìm hiểu về khoa học tự nhiên. Có nghĩa là ta làm thí nghiệm để ta xem là trong không khí nó chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích. Thế
thì cái tìm hiểu khoa học tự nhiên này thì cái thí nghiệm này thì làm cũng đơn giản. Thầy cô thầy cô phải lưu ý là thế này, hiện nay có nhiều thí nghiệm để chứng minh cái tính chất này. Đấy. Có thầy cô nói là em dùng cái cảm biến để đo nồng độ oxygen, em đo trong không khí có được không? Thì đo là đó là xác định, nhưng mà đây trong yêu cầu, trong mục tiêu là phải thiết kế được, làm được một thí nghiệm để chúng ta chứng minh được cái đó. Chứ còn cái việc đo là của các nhà kỹ thuật rồi, người ta đo rồi, đúng không? Đấy, để người ta có cái thiết bị để đo. Đã đo nồng độ gắn với cảm biến đấy, đúng không? Nồng độ chúng ta đo được. Nhưng mà đây là phải hướng dẫn các con là làm thí nghiệm để xem cái này. Thì có nhiều thí nghiệm, ví dụ ta có thể đốt cháy phosphorus rồi sau đó ta cho vào bình chứa không khí, rồi sau đó cũng làm giống cái thí nghiệm chỗ này. Nhưng mà ở đây thì các nhóm tác giả chọn một cái thí nghiệm nó đơn giản hơn nữa là ta đốt cháy nến. Tất nhiên khi đốt cháy nến thì có thêm một thành phần là carbon dioxide và hơi nước nó tạo ra, nhưng mà nó lại được hấp thụ. Cái dung dịch này chúng ta làm dung dịch kiềm. Đấy, dung dịch này ta pha kiềm một ít thì carbon dioxide thường là nặng hơn nên nó thường sẽ được hấp thụ vào bên trong. Đấy. Và cái tỷ lệ gần đúng thì chúng ta cũng thấy là nó gần đúng khoảng 1/5 cái thể tích của cái ống đong mà chúng ta sử dụng. Đấy. Thì như vậy là thầy cô lưu ý là cái nến này chúng ta chọn nến nhỏ nhỏ thôi, vừa nhỏ thôi, đừng có chiếm thể tích quá lớn. Đấy, ví dụ như vậy thầy cô. Và thí nghiệm này làm rất dễ thành công, cái tỷ lệ nó cứ lên khoảng gần 1/5 là nó dừng lại. Khi nó dừng lại như vậy là vì nó đã hết cái oxygen ở trong không khí, nó đã bị chiếm chỗ bởi nước. Đấy, mà nước nó dâng lên, cái thể tích nước dâng lên là gần bằng với cái thể tích của oxygen có trong thành phần của không khí đó. Cái này thầy Giác cũng có giải thích thêm chi tiết ở trong cái video hỏi đáp số 2. Đấy, bởi vì nhiều người đang băn khoăn cái thí nghiệm này nó có thành công hay không, và giải thích như thế nào thì đã được giải thích rõ. Ở đây trong câu 5, câu 6, câu 7, tất nhiên cũng có thể ta sẽ làm thí nghiệm. Ví dụ như ta có thể lấy một cái thí nghiệm không cần đốt cháy. Có thể lấy một cái dạng như kiểu là bông sắt ấy. Đấy. Tức là sắt mà ở dạng bông rất là nhỏ. Đấy. Sau đó ta gòn cái bông đó lại thành một cái cục nhỏ nhỏ và ta bỏ trong cái ống này. Sau một thời gian thì nó sẽ phản ứng với oxygen. Sau đó ta lại cho vào cái chậu nước này và nó cũng dâng lên một cái tỷ lệ tương tự, cũng gần đúng như vậy. Tất nhiên cái thí nghiệm này nó lâu hơn, bởi vì để cho sắt nó phản ứng được với oxygen thì nó lâu hơn so với cái phản ứng là ta đốt cháy để tiêu thụ oxygen này, đúng không? Tại cô chú ý, ta có thể thực hiện được nhiều. Và cuối cùng sau khi được như vậy là yêu cầu 3 câu hỏi này là 3 câu hỏi để thảo luận khi làm cái thí nghiệm này. Học sinh làm xong thí nghiệm này là coi như kết thúc cả 3 cái câu hỏi thảo luận này, và cuối cùng học sinh rút ra là không khí là một hỗn hợp có thành phần xác định với tỷ lệ gần đúng về thể tích là có khoảng 21% oxygen và 78% nitrogen và còn lại là carbon dioxide, hơi nước và một số chất khí khác. Đấy, thì đó là cái kết luận mà cuối cùng của cái phần mục này, đúng không? Thầy cô lưu ý. Bây giờ sang cái chủ đề số 4 là một số cái vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực và thực phẩm thông dụng và tính chất và ứng dụng của chúng. Thì thầy cô lưu ý là nếu như cái chủ đề 2-3 vừa rồi là có thể là thiên về chất và sự biến đổi của chất, thì cái chủ đề này được tích hợp rất là lớn. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm cũng là tạo ra từ các chất cả. Nhưng mà nói đến vật liệu, nhiên liệu, chúng ta còn nói đến cả cái phần vật lý nữa. Và nói đến lương thực, thực phẩm thì chúng ta kết hợp cả phần sinh học ở đây. Như vậy riêng cái chủ đề này thì thầy cô nào, bộ môn nào chúng ta chịu trách nhiệm dạy cũng được, đúng không? Thầy cô đọc thì chúng ta sẽ thiết kế được là chúng ta sẽ biết. Ở đây chúng ta phân loại là nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm. Cái nhiên liệu thì thầy cô đã biết rồi, đúng không? Nhiên liệu cũng là một loại vật liệu có khả năng cháy được và giải phóng dưới dạng các năng lượng, nhiệt và ánh sáng để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Đấy. Còn lương thực, thực phẩm thì chắc là dùng thức ăn cho con người rồi, thầy cô biết rồi. Cái loại nào là lương thực, loại nào là thực phẩm. Đấy. Thực phẩm là bao gồm cả lương thực ở trong. Lương thực thì nói đến những cái lương thực phổ biến của chúng ta có chứa hàm lượng tinh bột nhiều, đúng không? Carbohydrate ấy, đúng không? Nó sẽ nhiều hơn.
Nhưng mà còn cái nguyên liệu và vật liệu thì chỗ này thầy cô cũng lưu ý là có một sự khác nhau. Nguyên liệu với vật liệu cũng đều tạo ra từ các chất cả, cũng là các vật thể. Nhưng mà nguyên liệu là đang ở dạng thô sơ của tự nhiên, chưa được chế biến. Còn vật liệu có thể là cái dạng vật liệu của trong tự nhiên cũng có, nhưng mà có cái dạng vật liệu là sau khi đã sơ chế biến nó là thành vật liệu khác. Tôi lấy ví dụ như bây giờ ta nói là xi măng nó được tạo ra từ đá vôi chẳng hạn, rồi xi măng lại làm cầu cống lại các thứ. Vậy thì ta hình dung là đá vôi ở đây được hiểu là nguyên liệu, còn cái xi măng thì ta được gọi là vật liệu xây dựng chẳng hạn. Đấy, để làm nên các cái công trình khác. Đấy, ví dụ như vậy thôi, đúng không? Là thầy cô nhỉ? Hay là nói là sản xuất rượu nho từ nho, thì nho ở đây chính là nguyên liệu. Đấy, để chúng ta sản xuất. Đấy. Thế còn khi mà người ta muốn nói kết hợp cả nguyên liệu cả vật liệu thì người ta lại dùng cái cụm từ là nguyên vật liệu ấy. Trong cuộc sống thì vẫn dùng nguyên vật liệu, tức là ý nói là cả nguyên liệu vật liệu được dùng ở đó, đúng không? Vân vân, thầy cô chú ý. Còn bây giờ sang cái chủ đề thứ năm là chủ đề về phương pháp chất tinh khiết hỗn hợp và phương pháp tách các chất. Nghe đây thì có vẻ là nhiều hóa học đấy, đúng không? À, thầy cô nghĩ, nhưng mà đây cũng là tích hợp. Thực ra phương pháp tách các chất ở đây là hoàn toàn là vật lý rất là nhiều. Đấy. Thì có chất tinh khiết và hỗn hợp là những cái khái niệm này thì trong hóa học chúng ta sẽ đưa ra, đúng không? Nhưng mà đây thầy Giác đã nói ngay từ đầu rồi, bây giờ là chúng ta cứ, tại thầy cô cứ có ấn tượng là đối với ba môn lúc đầu là thầy cô đang dạy thế này, nên là cứ đến đâu cứ nghĩ là đây là hóa, đây là lý đề sinh. Còn bây giờ các con ấy, các con vào học một lúc luôn, nên là chắc chắn là thầy cô thấy là lúc thầy đúng là là như vậy, là thầy cô thấy là cái gì ạ? Là ở trong này đó thì những cái mà phương pháp nói về chất tinh khiết và hỗn hợp là những cái khái niệm của hóa học. Nhưng mà khi các con mà học đấy, học từ bài 1 cho đến bài 45 đấy, không phân biệt đâu là hóa học, đâu là vật lý, đâu là sinh học đấy. Tất nhiên vẫn có ngành hóa học, vật lý và sinh học đã nói ngay từ đầu là những lĩnh vực nào nó thuộc về hóa học, lĩnh vực nào vật lý, nhưng mà bài học là nó xuyên suốt như vậy, thì thầy cô cứ dạy theo chủ đề như vậy thì chúng ta không nặng nề về cái chuyện là đây là cái gì, đúng không? Nội dung này nó thuộc về phần nào thì các con lưu ý như vậy. Chúng ta sẽ như vậy là ta sẽ nói được là về chất tinh khiết và hỗn hợp. Thì chúng ta khi nói đến chất thì ta nói đến chất tinh khiết, nói đến hỗn hợp. Chất tinh khiết là một chất duy nhất có tính chất ổn định, không đổi. Còn hỗn hợp là do nhiều chất trộn lại, và tính chất nó phụ thuộc vào các cái thành phần của hỗn hợp, đúng không? Hỗn hợp ta có hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Hỗn hợp đồng nhất thì chính là dung dịch, là chất tan, bao gồm chất tan và dung môi. Đồng nhất có nghĩa là gì ạ? Các thành phần của các cái chất tạo nên hỗn hợp nó được phân bố đồng đều nhau. Ví dụ như bây giờ ta hòa tan muối ăn bằng nước, ta tạo ra cái dung dịch, đó là đồng nhất. Thì bây giờ cái vị mặn của cái cốc nước này chỗ nào giống chỗ nào cả, đồng đều hết. Nhưng mà bây giờ thầy cô lấy sữa bột, thầy cô hòa tan vào cái cốc nước, khuấy mãi, thì thực ra nó không đồng nhất đâu. Nó chính là cái dạng như kiểu là gì ạ? Giống như là huyền phù đấy, được không? Nó dạng là như vậy. Thực ra là các hạt rắn nó phân tán ở trong chất lỏng. Thế vì vậy nên khi do không đồng đều như vậy, không đồng nhất, nên khi ta uống cốc sữa này là phần cuối ở cốc là ngọt hơn, phần bên trên là nhạt hơn. Đấy, ví dụ như vậy, là do nó không đồng đều, còn cái cốc nước muối là nó mặn như nhau cả vì nó tan hết nữa. Đấy. Thế đây có khái niệm là nhũ tương và gì ạ? Và huyền phù. Nhũ tương là các hạt chất lỏng phân tán ở trong chất lỏng nhưng mà cũng không đồng nhất. Ví dụ như dầu giấm chẳng hạn này, hoặc là sốt mayonnaise mà hướng dẫn ở trong sách ấy. Đó. Thì cái sốt nó cũng làm như là nhũ tương. Như vậy sự phân tán không vì là từ gì ạ? Từ lòng đỏ trứng gà, tức là cũng là chất lỏng. Rồi từ chanh, từ dầu ăn, đúng không? Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, thì chúng ta trộn lại với nhau thì nó cũng không đồng đều nha. Đấy, thưa thầy cô.
Thực ra cái huyền phù và nhũ tương là về trong hóa học là nó học về hóa kem, nó là cũng khái niệm khó, nhưng mà đây chỉ hiểu về khái niệm và phân biệt được trong thực tế có cái đó hay không, và những cái hiện tượng này nó lại có sẵn trong thực tế, nên là các con cũng đã nhìn được thấy ở trong thực tế thì bây giờ chỉ gọi tên nó ra nữa. Ví dụ như huyền phù là phù sa của các dòng sông chẳng hạn này, rồi là các cái bột mì, rồi bột sữa ta hòa tan vào, chất rắn ta hòa tan vào, nó không tan hết, nó tạo ra những. Còn nhũ tương là các cái chất lỏng trộn lại với nhau mà không đồng đều, như là dầu giấm, các loại sốt, thậm chí là các loại mỹ phẩm vân vân đó, nó cũng là chất dạng lỏng nhưng mà nó ở dạng dầu với nước chẳng hạn, vân vân, nhiều thứ. Như vậy là sẽ khi dạy chỗ này thầy cô lưu ý giúp là cái chủ đề này đấy là có cái chất tinh khiết và hỗn hợp. Thì chất tinh khiết thầy cô cũng phải chịu phải hiểu là thế này này, chất tinh khiết thì theo định nghĩa là đúng là chỉ có một chất duy nhất, nhưng mà trong thực tế những cái sản phẩm tinh khiết thì cũng không phải là chỉ có một chất duy nhất đâu, chỉ 99% tinh khiết là quá tinh khiết rồi. Thậm chí như là tinh khiết phân tích, tinh khiết hóa học đấy, nó cũng chỉ có 96-95% trở lên đó. Như vậy ta đừng có tuyệt đối hóa là chất tinh khiết phải là tinh khiết 100% đó. Đấy, mà nó có thể là nó sẽ định nghĩa thì đúng là chất tinh khiết là chỉ một chất duy nhất. Đấy, nhưng mà các cái sản phẩm trong thực tế thì chúng ta phải lưu ý là như vậy. Ở đây ta ví dụ ta lấy những cái chất mà có thể được xem là tinh khiết, chẳng hạn như là nước cắt pha tiêm, rồi bình oxygen, rồi là các cái đường tinh luyện cao cấp, đúng không? Rồi muối ăn tinh khiết đây. Đấy, thì những cái này là ta nhận xét, ta thảo luận các câu hỏi này, thầy cô hướng dẫn các con thảo luận. Đấy. Đường thì có vị ngọt, muối có vị mặn, nước thì sôi ở 100 độ C, khí oxygen thì hóa lỏng ở âm 183 độ C. Vậy theo em nếu lẫn tạp chất khác thì những cái tính chất này có thay đổi không? Để ta đi đến là cái khái niệm chất tinh khiết. Và tí nữa là có cái chất hỗn hợp các chất. Ví dụ bột canh chẳng hạn, bột canh người ta trộn cả đường, cả muối, cả tiêu rồi bao nhiêu thứ lại, thì thành phần nó thay đổi đi, thì rõ ràng là cái gia vị của cái hỗn hợp này nó cũng khác, đúng không? Nó không mặn như muối, nó cũng không ngọt như đường, nhưng mà nó sẽ là có những cái ưu điểm riêng, đúng không? À, làm trong gia vị. Đấy, thầy cô thấy. Và cuối cùng thì kết luận của ta là chất tinh khiết là chất nguyên chất được tạo ra từ một chất duy nhất. Nhưng mà nhắc lại là ngay cả hóa chất trong phòng thí nghiệm nói về chất tinh khiết thì chúng ta cũng chỉ tinh khiết đến cái độ tinh khiết là phân tích tinh khiết hóa học 98% gì đó. Đó. Còn đây là hỗn hợp. Thì hỗn hợp thì cuối cùng ta giới thiệu các cái sản phẩm rất là quen thuộc trong tự nhiên này. Ví dụ như trong cuộc sống của chúng ta, bột canh này, rồi nước khoáng. Và ta thấy là nó có nhiều thành phần thế này. Vậy thì đây không phải là một chất tinh khiết, chắc chắn nó phải là hỗn hợp. Vậy hỗn hợp là gì? Được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. Tất nhiên là thầy cô phải hướng dẫn học sinh thảo luận những cái này và sẽ rút ra được những cái kết luận như ở trong sách giáo khoa. Thầy cô lưu ý như vậy. Còn đây là ta đang có một cái hoạt động là phân biệt thế nào là dung dịch huyền phù nhũ tương. Thì ở đây là ta quan sát một cái số hỗn hợp, ví dụ như là dung dịch đấy, chẳng hạn đường và nước, khi nãy thầy Giác nói muối và nước, thì bây giờ đường và nước ta khuấy đều là ta thấy dung dịch đường thế này đây, nó là đồng nhất đấy. Chỗ nào cũng ngọt như nhau cả, đúng không? Là đồng nhất đấy. Tức là các chất tan vào dung môi nó đã phân tán đồng đều nhau. Còn nếu là dung dịch nếu là gì ạ, huyền phù chẳng hạn như là bột sắn dây mà thầy cô khuấy sau đó để yên, thì cái phần bột sắn nó sẽ lắng ở dưới này, bột sắn dây đấy, đúng không? Đấy, và cái phần dung dịch trên này thì tách ra thì đây mới là phần dung dịch trong suốt. Còn cả cái này thì ta gọi là huyền phù, tức là chất rắn và chất lỏng nó đang phân bố không đồng đều trong nhau. Còn nếu là hai chất lỏng như là dầu ăn và giấm ăn, ta gọi là dầu giấm đấy, ta lắc đều thì nó cũng có những sự phân bố không đồng đều thế này, có chỗ dầu nhiều, có chỗ nước nhiều, có chỗ giọt to giọt nhỏ thế này. Và cái này ta lại gọi là nhũ tương. Đấy, như vậy thì học sinh sẽ phân biệt được cái này dựa vào cái cách tổ chức hoạt động ở đây. Thì thầy cô khi tổ chức hoạt động thì chúng ta sẽ lưu ý, được không? Để có thể
là hướng dẫn học sinh hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ trong cái hoạt động đó, nhưng mà đồng thời cũng từ đó để hình thành đến các năng lực về phẩm chất. Phẩm chất nó cũng hình thành qua cái hoạt động đó thầy cô, ví dụ như là hoạt động thực hành thí nghiệm hay là quan sát như thế này thì rõ ràng là phải cẩn thận này, rồi phải trung thực này, khi làm thí nghiệm thì có thế nào phải báo lại như vậy, vân vân. Ông ta rèn luyện các cái phẩm chất như vậy. Ngoài ra các cái năng lực thì như thầy Giác nói là năng lực giải quyết vấn đề, rồi năng lực là giao tiếp hợp tác là rất quan trọng trong quá trình thảo luận này, đúng không? Đấy. Rồi các cái năng lực đặc thù về môn học của chúng ta gọi là năng lực khoa học tự nhiên, ở đây nó có. Bây giờ sang cái chỗ là một số cái phương pháp để ta tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Đấy. Thì chúng ta sẽ tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Thì thực tế là trong nhu cầu thực tế thì các con mặc dù tách là một bài tập khó, nhưng mà bây giờ đã đưa vào lớp 6 thì chỉ tách đơn giản thôi. Bởi vì các con lớp 6 cũng đã tiếp cận với những cái mà trong thực tế, chẳng hạn như là máy lọc nước trong gia đình này, thì đó cũng là tách đấy, đúng không? À, chúng ta cũng cần tách để lọc nước sạch được, thì chúng ta phải tách chúng ra như thế nào. Đấy. Hoặc là các con vào bệnh viện thì thấy người ta, khi người ta lấy máu về để xét nghiệm thì người ta có tách ra các cái thành phần của máu, đúng không? Đâu là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, để cần cái gì thì người ta sử dụng cái thành phần đó cho nó phù hợp. Nên tại sao khi lấy máu thì người ta cũng lấy một syringe thế này, nhưng mà sau đó để người ta về người ta làm nhiều cái thí nghiệm ở đó, người ta tách ra nhiều cái kỹ thuật, tách ra và chia ra các cái loại thành phần như vậy, sau đó mình xét nghiệm tiếp các cái thành phần đó. Đấy, thầy cô lưu ý. Hay là ở nông thôn thì chỉ cần hiểu là sau đợt lũ tràn về thì nguồn nước sinh hoạt của nhiều nhà đã bị nhiễm bẩn, vậy làm thế nào để có nguồn nước sạch sử dụng an toàn, thì rõ ràng đây ta phải tách các chất bẩn đó ra. Vậy sự cần thiết về tách thì đó là một cái hệ thống lọc nước giếng bị nhiễm phèn mà ở nông thôn rất hay dùng này. Hoặc là như ở thành phố thì dùng đến máy lọc nước uống gia đình cũng rất là nhiều. Thế thì tất cả hai cái loại này nó đều có một cái nguyên lý chung là có các cái thành phần, các chất để lọc các cái chất gì ạ? À, lọc các cái chất bẩn, đúng không? À, lọc các cái tạp chất, rồi chất bẩn thô, rồi đến là các cái chất bẩn có kích thước nhỏ hơn. Rồi như là trong cái máy nước lọc uống gia đình này còn có trao đổi ion để lọc các cái ion không cần thiết, đúng, ví dụ như vậy. Đấy, thì thầy cô lưu ý là để ta uống ngay được luôn, đúng không? Ta uống ngay được luôn, không cần đun sôi nữa, chúng ta có thể sử dụng ta uống. Vậy thì về tách các chất thì chúng ta thấy là ta có hỗn hợp các chất thì ta có 3 phương pháp, mà trong lớp 6 chỉ mới học 3 phương pháp này thôi, đó là lọc này. À, lọc thì ví dụ như là có một chất rắn và chất lỏng. À, bây giờ chúng ta lọc cái chất rắn đó ra thì chúng ta phải dùng một cái phễu lọc. Phễu lọc là cái giấy lọc thôi, ta gấp thành hình phễu. À, sau đó ta rót vào đây cái hỗn hợp là chất rắn và chất lỏng, thì phần chất lỏng nó đi vào cái bình hứng ở đây, còn phần chất rắn nó thể giữ trên cái phễu này, cái giấy lọc này, và sau đó ta lấy ra và ta có thể là sấy khô lại đưa về trạng thái ban đầu. Ví dụ ở đây là lưu huỳnh, sulfur và nước, thì sở dĩ là lấy cái chất này là vì chất này nó thế nào, nó không tan ở trong nước, và thứ hai nó có màu vàng, nó cũng dễ nhìn. Thầy cô có thể lấy cát để sỏi nhỏ vân vân, đúng không, sao cả. Đấy. Còn phương pháp cô cạn thì ví dụ như là lọc tách muối ra khỏi nước biển chẳng hạn, nước muối thì chúng ta có thể phải đun lên để cho nước nó bay hơi đi, và sau đó thì phần muối còn lại, đây là phần muối ăn, thì phương pháp như vậy là ta gọi là cô cạn. Hoặc là chiết, chiết tức là ta tách các gì ạ? Ta tách các chất lỏng không tan trong nhau như là xăng, dầu và nước rồi vân vân, đúng không? Thì chiết thì nó khác ở cái lọc chỗ nào ạ? Lọc là ta lọc chất rắn ra, còn chiết ở đây là tách chất lỏng, thì ta phải có một cái phễu chiết, một cái bình hứng ở bên dưới, đúng không? Đấy, và cái khóa phễu này khi ta đổ, bởi vì hai chất lỏng này không đồng nhất nên nó sẽ phân lớp. Thế thì cái chất lỏng nào mà có khối lượng riêng nhỏ hơn nó nằm bên dưới và nó sẽ chảy xuống đây. Đấy. Thì như vậy là thầy cô thấy là đây là ba cái phương pháp đơn giản, và ba phương pháp này hoàn toàn không phải là hóa học đâu, đây là vật lý đấy. Nên thầy cô nói là đây là tích hợp là đúng rồi đấy, đó là chúng ta đưa vào đây đấy, để thầy cô lưu ý. Thì như vậy là đây là cái chủ đề số 5, đó là có thể nói là đó là các chủ đề về chất và sự biến đổi của chất.
Bây giờ ta sang chủ đề số 6, số 7, số 8 thì đây là các chủ đề về vật sống. Nhưng mà nó cứ liền mạch như vậy thầy cô ạ, nên ta đừng có phân biệt là thế này thế kia. À, tí nữa thầy cô trao đổi trong cái video giải đáp, thầy Giác đã có trình bày về cái việc là chúng ta phân bố thời gian và dạy học như thế nào đối với các chủ đề này. Đấy, thì tí nữa thì có thể là cuối tí nữa ta trao đổi tiếp nếu thầy cô có câu hỏi. Ở đây là về tế bào và đơn vị cơ sở của sự sống. Thì trong cái chủ đề 6 về tế bào này thì phần lớp 6 chúng ta học cái gì? Chúng ta nói từ cấu tạo của tế bào, khái niệm này, đến kích thước, hình dạng, về cấu tạo, phân loại, sự lớn lên và sinh sản của tế bào. À, nó khác với lớp 6 hiện hành cũng học phần sinh học thầy cô ạ. Nhưng mà lớp 6 hiện hành là chủ yếu là học về thực vật. Vì vậy khi nói đến tế bào là chỉ nói đến tế bào thực vật. Đấy. Còn cái tế bào ở đây thì chúng ta lại nói theo mạch dọc, tức là chúng ta nói cho cả tế bào là cả gì, cả phân loại tế bào, từ tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, rồi tế bào thực vật, tế bào động vật, đó, ta phân loại, rồi sự lớn lên sinh sản của tế bào là nó có ở đây. Đấy. Thì vì vậy nên là thầy cô thấy là đây là ta học xuyên suốt, và trong phần vật sống này thì chúng ta không chỉ có học thực vật mà chúng ta còn học cả động vật, rồi động vật và thực vật, và ta học xuyên suốt đó, toàn bộ cả cái chủ đề này. À, thế vì vậy nên thầy cô lưu ý là nó có khác với sách hiện hành một chút đó, cho chương trình của chúng ta là như vậy. À, trong phần tế bào thì nó có cái chỗ tìm hiểu về sự lớn lên của tế bào, thì cái chỗ này có lẽ là cũng là một cái điểm mới của lớp 6 thì chúng ta lưu ý. À, khi tế bào lớn lên thì tế bào nó không chỉ lớn lên là phần nhân lớn lên, mà tất cả các thành phần của tế bào nó đều lớn. Ví dụ màng tế bào, chất tế bào đều cùng lớn cả. Đúng không? Tế bào nó lớn lên. Đây là sự lớn lên của tế bào thực vật. Đây là sự lớn lên của tế bào động vật. Đấy. Thầy cô thấy là sự lớn lên là nhìn vào hình ảnh này để thấy. Còn về sự sinh sản thì thầy cô thấy là khi mà lớn lên thì bắt đầu các cái tế bào nó bắt đầu sinh sản theo cái hình thức là gì ạ? Là nhân tế bào nó cũng bắt đầu chia đôi ra, đúng không? Đấy. Mà màng tế bào cũng như vậy. Nhưng mà ở đối với tế bào thực vật ấy, thì sự phân chia hai tế bào mới này nó đang còn có một màng ngăn ở giữa, chưa tách rời nhau. Còn đối với tế bào của động vật thì các cái nhân này cũng tách dần ra và màng tế bào cũng tách ra thế này, và cuối cùng thì nó sẽ thành cái eo thắt ở giữa này, và nó sẽ đứt ra và thành hai cái tế bào mới tách rời nhau. Đấy, thì đó là sự khác nhau giữa cái tế bào thực vật và tế bào động vật khi nói về sự sinh sản đó. Và đây là cái sơ đồ để ta biết là cái sự phân chia, tức là sự sinh sản của các tế bào đó, và có cái công thức đó, hai mũ n để chúng ta tìm ra được. Còn trong cái chủ đề 7 là từ tế bào đến cơ thể, thì thầy cô lưu ý là từ tế bào đến cơ thể thì chúng ta sẽ học các cái nội dung gì? Thì cơ thể sinh vật thì chúng ta nói đến cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Đơn bào tức là chỉ có một loại tế bào thôi, có thể là tế bào đơn sơ, nhân sơ, tế bào nhân thực, nhưng mà chỉ có một loại tế bào duy nhất thì gọi là đơn bào. Còn cơ thể đa bào thì nó nhiều lắm, có thể 2-3 loại tế bào khác nhau, và từ đó nó hình thành các cái cấp độ tổ chức sống, là từ tế bào, mô cơ quan, hệ cơ quan, hệ cơ thể. À, đây là các đại diện cho là cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. À, nếu cơ thể đơn bào nó là ở dạng vi khuẩn, tảo, lam, trùng, dày, còn đại diện cho đa bào thì nó rất là vô vàn, nó nhiều trong cuộc sống của chúng ta. À, con cá, rồi cây hoa, cây cà chua, rồi vân vân, tất cả thứ đó, đa bào. Và từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra cái vận dụng về cái tổ chức sống. Nó nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào tương ứng với từ số 1 đến số 5 này. Thì thầy cô thấy đấy, là ở đây chúng ta thấy là bắt đầu là từ tế bào. Để hình thành nên cái cây này thì tế bào ở đây của ta là tế bào thực vật. Còn để hình thành nên cái con chó này ở đây, tế bào của ta là tế bào động vật, chẳng hạn như vậy. Đấy. Thế thì do là tế bào thực vật thì hình thành mô này là cũng là mô của thực vật đó, và mô này mô động vật. Đấy. Và đây là chúng ta sẽ hình thành cơ quan, nó hình thành cái lá. Và cơ quan này là ví dụ là quả tim chẳng hạn. Và hệ cơ quan là đây là coi như là hệ này là hệ trôi chẳng hạn. Đúng không? Đấy.
và cái lá thì nó nằm ở hệ trôi, còn rễ thì nó nằm ở hệ rễ đó. Và hệ cơ quan ở đây ví dụ như là hệ gì, hệ thần kinh chẳng hạn đó, và chúng ta sẽ có. Và cuối cùng người ta có cơ thể tạo ra con chó, tạo ra cái cây này. Cây này bây giờ có đầy đủ các hệ cơ quan, không chỉ có hệ chồi mà có hệ rễ. Và khi hình thành cái cơ thể sinh vật này, nó cũng đầy đủ các cái hệ cơ quan rồi đó. Hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, bao hệ vận động, rất là nhiều đó. Thầy cô thấy là như vậy, đây là cái chuỗi hình thành liên tục như vậy đó. Ta nêu cái cấp độ này đó. Thầy cô thấy là và cái chủ đề cuối cùng của vật sống đó là chủ đề về đa dạng thế giới sống. Đấy thì đây là chính là một cái nguyên lý, nguyên tắc, cái khái niệm của khoa học đấy, là cái tính đa dạng mà khi đầu thầy Giác có trình bày cho thầy cô đó. Thế bây giờ đa dạng thế giới sống là chúng ta phải phân loại cái sự đa dạng thế giới sống này nó như thế nào đó. Thì đa dạng thế giới sống thì chúng ta có từ virus, vi khuẩn đến nguyên sinh vật, nấm, thực vật, động vật, vân vân. Đấy. Thì đều được đưa vào ở trong sách này, với là có đặc điểm đại diện, rồi là đấy, là tất cả các thứ ở đây, để chúng vai trò, đấy, tác hại tùy từng loại. Để chúng ta sẽ có đưa ra trong cái chủ đề này các cái nội dung như vậy. Ví dụ như là nói về các giới sinh vật thì ta tìm hiểu 5 cái giới sinh vật theo cái hệ thống phân giới của Whittaker vào năm 1969, là bắt đầu từ giới khởi sinh đến giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Đấy, thì chúng ta có đưa cái này vào ở trong cái sự phân loại mà lớp 6 hiện hành chúng ta không trình bày cái này, đúng không? Đấy. Thầy cô thấy là... Và sau đó thì chúng ta có dùng cái... một cái hoạt động đó là cái tìm hiểu cách xây dựng khóa lượng phân, thì cái này là cái mới ở trong chương trình của lớp 6. Mà lớp 6 hiện hành cũng không đề cập đến cái cách phân loại. Thực ra khóa lượng phân là lượng là 2, khóa là định dạng phân loại, nên là phân là phân loại. Như vậy là khóa lượng phân thì được hiểu là đây là một cái cách phân loại đó của các cái nhà phân loại học, các nhà sinh vật học. Đấy. Người ta sẽ phân loại dựa vào hai cái đặc điểm đối lập nhau để phân chia một cái nhóm sinh vật thành các cái nhóm nhỏ hơn, rồi sau đó là cuối cùng thành từng cá thể. Và khi nào tìm ra được một sinh vật cuối cùng thì chúng ta kết thúc cái quá trình khóa lượng phân và không phân chia nữa. À, thực tế thì khối khóa lượng phân này có nhiều ứng dụng, không chỉ có trong sinh học mà trong cuộc sống của chúng ta cũng dùng để chúng ta phân loại cái gì đó theo một cái sơ đồ đấy. Đó. Ví dụ đây thì đầu tiên ta phải tìm hiểu cái gì thầy cô ạ? Ta phải tìm hiểu đặc điểm của các cái loại sinh vật này. Ví dụ con thỏ có đặc điểm là gì? Có khả năng di chuyển, có chân, rồi không biết bay. Tất nhiên là những cái đặc điểm gì để mà so sánh với các cái sinh vật còn lại. Cây hoa sen thì không có khả năng di chuyển. Con cá rô phi thì di chuyển và không có chân. Con chim bồ câu thì có khả năng di chuyển, có chân và không biết bay. Vậy thì các tiêu chí này được sử dụng để phân loại sinh vật. Đó là có 3 tiêu chí. Thứ nhất là khả năng di chuyển. Hai là khả năng bay và có chân hoặc không có. Và từ đây thì chúng ta mới hình thành nên cái khóa lượng phân ở đây. Thầy cô nhìn vào đây, thầy cô thấy là nếu xét về khả năng di chuyển, nếu mà không di chuyển, cái đặc điểm khả năng di chuyển mà không di chuyển thì chắc chắn là cây hoa sen này là không di chuyển. Còn nếu mà có di chuyển là có ba loại sinh vật này: con thỏ, con cá rô phi và con chim bồ câu. Vậy thì ba cái này bây giờ ta lại phân biệt tiếp làm dựa vào cái đặc điểm là có chân hoặc không có chân. Nếu mà nói về chân mà không có thì đây là con cá rô phi. Còn nếu mà có thì đây chính là con thỏ và con chim bồ câu. Bây giờ hai cái này lại phân biệt thế nào? Lại tiếp tục là dựa vào một cái đặc điểm là biết bay hay không biết bay. Nếu biết bay thì đó là con chim bồ câu, mà không biết bay là con thỏ. Đấy, thế là ok rồi. Tao phải dựa vào đặc điểm như vậy. Tất nhiên đặc điểm này có thể là đặc điểm về đặc điểm sinh học, đặc điểm về cấu trúc, đặc điểm về tính chất, đặc điểm về bản tính, để làm sao mà phân biệt được. Chứ đừng có đưa vào những cái đặc điểm mà không thể phân biệt được. Ví dụ bây giờ con chó con mèo mà ta lại phân biệt là bằng hình thức là chó là biết sủa, mèo không biết sủa. Thực ra mèo nó cũng sủa mà, nó kêu meo meo thì cũng gọi là sủa chứ đó. Mà chó là kêu gâu gâu cũng gọi là sủa. Vậy thì cái đặc điểm ta đưa ra là phải rất là rõ, để làm sao mà đặc điểm đối lập chúng ta
có thể dựa vào âm thanh hay là tiếng sủa của các loại thì được, chứ còn nói là dựa vào là có sủa hay không có sủa được thì lại không đúng đó. Nên là khi phân loại này thầy cô phải chú ý cái đặc điểm đó, để làm sao mà phân loại cuối cùng được cái loại sinh vật này. Sơ đồ như vậy ta gọi là khóa lượng phân. Thì thầy Giác đã có một bài giới thiệu về cái khóa lượng phân chi tiết bằng một cái video đầy đủ đó ở trên YouTube, để thầy cô có thể theo dõi tiếp đó. Ta có nhiều bài tập vui nữa cho các con được tìm cách để phân loại như vậy. Hoặc là ví dụ như là trong hóa học chúng ta nhận biết các chất ấy, thì ta phân loại là axit bao giờ, trong axit thì có cái gì thì cũng là sơ đồ như vậy, nhưng mà ta không gọi đó là khóa lượng phân, ta gọi là sơ đồ phân loại đó, nhận biết các chất. Còn ở đây ta dùng là gọi là cái khái niệm là khóa lượng phân đó, để thầy cô có thể là dễ biết là cái thuật ngữ là như vậy đó. Đây là một sự định loại các sinh vật dựa vào hai cái đặc điểm đối lập nhau đó, để chúng ta có thể là phân loại được đó. Đấy, như vậy là thầy cô thấy là vừa rồi ở đây là cái cách đã xong cái chủ đề số 8, tức là thầy Giác chỉ gợi ý tức là một số cái nội dung, không đi chi tiết được từng bài trong chủ đề vì nó nhiều lắm đó, mà trong giới hạn là trong một buổi. Thế thì trước khi mà ta chuyển sang cái chủ đề 9, 10, 11 là nó liên quan đến lực này, rồi năng lượng này, rồi trái đất và bầu trời, mà thầy cô tạm thời hiểu tức là liên quan đến cả vật lý nhiều hơn đúng không? Thế thì cái sáng như là từ cái phần liên quan đến phần hóa học rồi phần sinh học vật sống đó, thì thầy cô có trao đổi gì trực tiếp ở đây nữa trước khi thầy Giác nói sang cái chủ đề 9, 10, 11 thì thầy cô có thể trao đổi luôn đấy. Và nếu cái nhóm Zalo 09 vừa rồi nó đã vượt trên 1.000 người rồi, nên thầy cô có thể tham gia vào nhóm số 10 này nhé. Nhưng thầy cô nào mà chưa tham gia được nhóm 09 đấy, chỉ cần tham gia một nhóm thôi nhé, bởi vì thông tin trên các nhóm là thầy Giác share giống nhau hết đấy. Thế vì vậy nên là thầy cô không vào nhiều nhóm làm gì mà nó lại ảnh hưởng đến trong sinh hoạt của mình nhé. Nó cứ kêu tinh, thầy cô lại khó chịu đúng không? Thầy cô có thể tắt cái tin nhắn đi đúng không? Để thầy cô có thể, và nhớ là thầy cô không nên nhắn tin nhiều lên trên này đấy, mất đến các cái thông tin mà thầy Giác đưa ra để trao đổi. Nên là thầy cô lưu ý là học là các cái nguồn học liệu là thầy cung cấp, thầy cô phải đi tìm rất là mất thời gian nếu như nhiều tin nhắn quá nhá, thầy cô lưu ý giúp là như vậy. Và chúng ta chỉ dùng để trao đổi học thuật thôi nhé, là cách dạy học như thế nào cái gì đó, thầy cô cứ tập trung các câu hỏi vào đây, rồi thầy Giác sẽ cho quản lý nhóm tập hợp lại và sau đó sẽ làm các video để giải đáp chung cho tất cả các nhóm, chứ không phải riêng một nhóm của chúng ta. Nên là thầy cô cứ lưu ý nhé, giúp chỗ này. Và đây là nhóm chính thức của các tác giả sách giáo khoa, thế vì vậy nên là không có nhóm những cái nhóm khác, nhóm được đều đánh số là từ số 01 và cho đến số những cái số tiếp theo phải không? Đấy, thì hiện nay là có rất nhiều nhóm, thầy cô lưu ý. Và bây giờ thầy cô có đặt câu hỏi gì về từ cái chủ đề 1 cho đến chủ đề 8 này trước khi mà thầy Giác chuyển sang chủ đề thứ 9 đó. Và nếu mà thầy cô thấy nghe tiếp được thì chúng ta nghe tiếp đến chủ đề thứ 11 thì chúng ta trao đổi luôn nhé, thầy cô cho tiện nhé, đúng không? Thầy cô bây giờ thầy ra trao đổi sang chủ đề thứ 9 là chủ đề về lực. Thế chủ đề về lực thì chúng ta sẽ trong chủ đề này đấy, chúng ta sẽ nói từ cách là biểu diễn lực, tác dụng lực, đo lực, phân loại, đơn vị đo, vân vân. Đấy là chúng ta sẽ trình bày vào trong này. Thì ở đây thì có cái điểm là thực ra lực thì ở lớp 6 thì sách hiện hành vật lý cũng đã có, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ trình bày theo trên cơ sở là các cái hoạt động đó, để làm thế nào để vận dụng nó nhiều hơn. Đấy, học sinh là tiếp, ở đây có một cái điểm mới là có cái lực là không tiếp xúc và lực tiếp xúc, là đây là một cách phân loại. Thực ra là không phải mới, nhưng mà trong sách giáo khoa hiện hành của chúng ta không đề cập đến, các nước thì dùng cái này, khái niệm này nhiều rồi, đúng không? Tức là contact force và non contact force, có nghĩa là cái lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. Đấy, thì ta phân loại nó như thế nào?
Ví dụ như tìm hiểu về lực tiếp xúc thì ta thấy lực tiếp xúc thì rất là nhiều. Ví dụ như là quan sát một cô gái nâng cái quả tạ này lên thì chắc là cái gì ạ? Cái vật và cái đối tượng gây ra lực là cái tay của người cử tạ này, đúng không? Phải tiếp xúc với cái tạ. Tạ được gọi là vật chịu tác dụng lực, đúng không? Thì nó mới nâng lên chưa xuống cái này được. Hoặc là một cầu thủ đá bóng thì cái chân đó, tức là vật tác dụng lực, thì phải tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực là quả bóng, đúng không? Ở trên màn hình ấy, thầy cô thấy. Thầy cô nắm cửa kéo ra kéo vào, học sinh của chúng ta nắm cửa kéo ra cũng là lực tiếp xúc. Nói chung lực tiếp xúc thì cũng rất là nhiều. Vậy thì qua cái thảo luận này và cái luyện tập, chúng ta rút ra cái kết luận: lực tiếp xúc là xuất hiện khi vật hoặc đối tượng gây ra lực có sự tiếp xúc với vật hoặc đối tượng chịu tác dụng của lực. Đấy. Đây cô lưu ý như vậy. Thế đó là tiếp xúc. Còn bây giờ nói không tiếp xúc thì không tiếp xúc thì thế nào là không tiếp xúc? À, không tiếp xúc thì chúng ta chú ý là cũng là lực chứ, phải có lực chứ. Nhưng mà nó không tiếp xúc giữa vật tác dụng lực và vật chịu tác dụng bởi lực. À, một ví dụ như là lấy một cái nam châm và ta hút một cái viên bi sắt được cột vào cái dây này và cứ đưa viên châm ra xa ra này thì viên bi sắt nó lại chạy theo cái này đây. Như vậy là đây có một lực hút, đây có một cái trường đấy, đúng không? Trường hấp dẫn, cái lực hút như vậy. Thì cái lực hút này thì cũng chính là cái lực tác dụng lên, nhưng mà không tiếp xúc vào nhau thì lực này ta gọi là lực không tiếp xúc. Thì ví dụ thế này thầy cô này, chẳng hạn như là khi ta thả một vật gì đấy ở trên cao nó rơi xuống, hoặc là quả táo nó rơi xuống như vậy, thì sở dĩ nó rơi xuống được mặt đất là vì nó có một cái lực hấp dẫn với trái đất của chúng ta, và cái lực này gọi là lực không tiếp xúc. Tất nhiên khi nó rơi xuống đất rồi thì nó bắt đầu tiếp xúc, nhưng mà quá trình nó đang rơi nó không tiếp xúc. Phải có cái lực như vậy nó mới rơi xuống. Chứ tại sao quả táo rơi xuống nó lại không bật lên trên mà nó lại cứ phải rơi xuống dưới góc này? Là vì có cái lực hút xuống bên dưới, tức là cái lực hấp dẫn. Mà cái bài lực hấp dẫn là được học trước cái bài này, đó, để chúng ta phân biệt là cái lực tác dụng và lực hấp dẫn. Đó, thầy cô lưu ý. Và trong thực tế thì chúng ta sẽ lấy được các cái ví dụ thế nào là lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. À, cái chủ đề số 10 là chủ đề về năng lượng và cuộc sống. Thì cái năng lượng và cuộc sống thì thầy cô lưu ý là đây là một chủ đề có liên hệ rất nhiều với cuộc sống. Và năng lượng này thì không chỉ có của vật lý nữa, mà ta có năng lượng trong pin, năng lượng trong thực phẩm, thức ăn, là của cả hóa học và cả sinh học nữa, đúng không? Đấy, thì vì vậy nên là thầy cô thấy là đây cũng là một bài tích hợp, đúng không? À, về năng lượng thì chúng ta nói từ nguyên lý khái niệm, rồi sau đó nói nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống. Thầy cô thấy là năng lượng gì được phân loại theo các tiêu chí. Ví dụ như nếu nói về nguồn gốc tạo ra năng lượng thì ta có cơ năng, nhiệt năng, điện năng, quang năng, hóa năng, đúng không? Cơ năng thì lại có là động năng, thế năng. Thế năng thì lại có là thế năng đàn hồi, rồi thế năng gọi là thế năng của ta là thế năng ví dụ thế năng đàn hồi, đúng không? Đấy. Cái lò xo mà ta kéo ra kéo vô này ta... Còn nếu mà cách mặt đất một cái khoảng nào đó ta lại gọi là thế năng hấp dẫn chẳng hạn như vậy. Đó. Đấy. Có cái khoảng cách nào đó, có cái độ dài nào đó, vân vân. Thì rất là nhiều cái loại. Thì đây gọi là nguồn gốc tạo ra năng lượng. Còn nếu nguồn gốc vật chất của năng lượng thì ta có cái năng lượng chuyển hóa toàn phần. Năng lượng chuyển hóa toàn phần như là năng lượng dầu khí, rồi năng lượng là hóa thạch, rồi vân vân. Tức là chuyển hết, toàn phần hết và không tái tạo trở lại được thì gọi là năng lượng chuyển hóa toàn phần. Còn năng lượng tái tạo tức là nó có thể tái tạo liên tục được, ví dụ như năng lượng mặt trời, rồi sóng, rồi gió, rồi vân vân, thủy triều đấy, thì những cái đó là tái tạo được. Còn nếu căn cứ vào mức độ ô nhiễm thì chúng ta lại nói là năng lượng sạch và năng lượng gây ô nhiễm cho môi trường. Như vậy có nhiều căn cứ vào các tiêu chí chúng ta sẽ chia về năng lượng. Tất nhiên là trước khi nói đến đấy, ta có nói đến cái nguyên lý của năng lượng là về cách truyền năng lượng từ vật này sang vật khác, rồi chuyển hóa năng lượng, rồi bảo toàn năng lượng. Đấy, thì cái này là chúng ta cần có cái lưu ý. Bây giờ có một vài cái hoạt động này thì thầy Giang muốn nhấn mạnh một tí để khi thầy cô dạy cái chủ đề này ta lưu ý, đó là tìm hiểu cái đặc trưng của năng lượng. Đấy. Thế thì cái đặc trưng của năng lượng ấy,
thì chúng ta thấy là cái tìm hiểu này đấy, thì chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm như này thầy cô. À, để học sinh rút ra được cái kết luận này đấy, thì ta thông qua cái thí nghiệm như này. À, thí nghiệm thứ nhất là đây là thí nghiệm mà ta đây, tức là ta đang cái thảo luận cái câu hỏi số 4 này, đúng không? Tức là sau khi ta có một vật 1 ở vị trí này đây, sau khi ta buông vật 1 xuống đây, vật 2 đấy, đây coi như là vật 2 là vật chịu tác dụng lực này, vật 1 là vật tác dụng lực. Nếu ta buông cái vật 1 xuống, thả cái vật 1 xuống ở hai vị trí này đây, thì thầy cô thấy ở hình A và hình B thì cái vật 2 nào bị đẩy ra một khoảng xa hơn ạ? À, chắc chắn nếu ta làm thí nghiệm này thì ta thấy là cái hình nào là cái hình A này thì cái vật 2 này bị đẩy ra xa hơn so với cái vật 1 ở vị trí này, đúng không? Đẩy ra ở vị trí này. Tại sao lại như vậy? Là vì lực cho cái vật 1 này tác dụng lên vật 2 này ở bên này lớn hơn so với vật 1 bên này tác dụng vật 2 bên này. Mà lực này nó lại liên quan đến năng lượng. Là vì năng lượng cái vật 1 này là nó có một độ cao lớn này là nó là thế năng. Cái thế năng này nó nhỏ hơn. Đấy. Vì vậy nên ở đây người ta nói năng lượng là đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. Năng lượng càng lớn thì cái khả năng tác dụng lực càng lớn. Đó là làm thí nghiệm, thầy có thấy. Còn trong thực tế thì chúng ta thấy ví dụ như thế này nhé. Đây là năng lượng gió, à đây là lực gió tác dụng lên cái ống khói này. Hoặc là cái cây này. Thì ở đây ta thấy là cái khói và cái cây này nó chưa bị nghiêng ngả, nhưng mà khi mà gió mạnh thì cái khói này nó sẽ bị ngả đây và cái cây này nó bị ngả, là vì do lực tác dụng lúc này nó mạnh lên. Đấy. Và lực tác dụng mạnh thì năng lượng của nó cũng lớn. Như vậy người ta nói là năng lượng là đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. Đó thầy gọi. Và thầy Giác thì đã có một bài về chủ đề, cái chủ đề về về năng lượng này thì đã có một video riêng rồi, nhưng để giải thích rất cẩn thận và có nhiều ví dụ lắm để minh họa nhé. Thầy cô có thể theo dõi các ví dụ. Nhưng mà đây là ví dụ ở trong sách giáo khoa này để thầy cô khi dạy ấy, là ta chú ý để ta tổ chức cái hoạt động nhóm này thế nào, thảo luận thế nào, đúng không? Đấy, để thầy cô lưu ý được. Còn đây là cái ví dụ về chuyển hóa năng lượng. Chuyển hóa năng lượng này ta thực hiện một cái thí nghiệm về chuyển động trên máng cong. Đây là một cái quả cầu A. Khi nó chuyển động trên máng cong này thì nó đi qua vị trí B và lên vị trí C. Thì rõ ràng khi đang ở vị trí A này đó là đang ở dạng thế năng rất là lớn. Nhưng mà khi bắt đầu nó lăn xuống thì nó thế năng nó giảm dần. Vì cái độ cao này nó giảm dần. Và nó vận động năng thì nó lại tăng dần. Thế năng giảm thì động năng nó lại tăng, nó chuyển hóa năng lượng. Và bắt đầu khi đến vị trí B đấy, thì khi tăng lên đây thì thế năng nó lại tăng dần lên và động năng thì nó lại giảm. Đấy, bởi vì khi đi lên này nó lại giảm đi. Vì vậy nên quá trình này ta gọi là quá trình nó chuyển từ động năng sang thế năng rồi thế năng lại sang động năng, tức là quá trình chuyển hóa năng lượng. Tất nhiên là do vật ở đây có sự ma sát với cái máng cong này nên nó đang còn chuyển sang một phần năng lượng nữa, ta gọi là nhiệt năng, đúng không? Ví dụ như vậy. Đấy. Và cuối cùng thì chúng ta qua cái đây thì ta thấy là cái năng lượng ban đầu của nó và cái thế năng động năng và cái nhiệt năng này thì chắc là nó bằng tổng cái năng lượng ban đầu, và đây chính là cái định luật bảo toàn năng lượng. Thì thầy cô hướng dẫn học sinh thảo luận các cái câu hỏi 5, 6 này và cái luyện tập này thì chúng ta sẽ rút ra được cái này. Đấy, thì cái sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo này là cứ đi qua các cái thí nghiệm, các cái hoạt động, cái tình huống thực tế, sau đó chúng ta thảo luận và học sinh tự rút ra cái này. Nếu học sinh chưa rút ra được thì cái cách dạy học của ta chưa phải là hiệu quả, tức là ta phải cố gắng để tổ chức cái hoạt động thế nào đó để các con này thay lời muốn nói phải rút ra được cái đó. Thì thế mới gọi là kiến tạo được kiến thức. Bởi vì các con mà tự rút ra là hay hơn nhiều là so với thầy cô sâu kiến thức này lên. Đấy thầy cô. Đấy, các con rút ra là các con nhớ được lâu, cái độ bền kiến thức nó lớn. Chứ còn nếu mà nhớ rồi mà lại nhanh quên thì chứng tỏ là cái độ bền kiến thức nó không được ổn định, đúng không? Thầy cô lưu ý. Đấy, chủ đề cuối cùng là chủ đề về trái đất và bầu trời. Thì đây là đúng là một chủ đề khó về thiên văn, vật lý tích hợp vào đây, khoa học trái đất chúng ta đưa vào đây.
Nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng phải đưa vào từ lớp 6, lý do là các nước cũng học như vậy. Với lại thứ hai là cái quan sát trên bầu trời thì ai sinh ra cũng được nhìn trên bầu trời, thiên nhiên ưu đãi cho chúng ta thấy được những cái thiên thể trên bầu trời và nó như thế nào. Nó kỳ thú lắm. Đấy, bây giờ chúng ta những cái hiện tượng đó thì chúng ta phải giải thích được ngay trong sách giáo khoa của chúng ta, phải có kiến thức đúng không? Để làm sao để giúp cho học sinh có thể giải thích được. Thế thì cái chủ đề này sẽ thấy là bắt đầu từ trái đất, nếu mà chúng ta quan sát lên bầu trời thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Đó, nhìn thấy mặt trời chuyển động như thế nào. Chuyển động này là bỏ trong ngoặc kép nhé, vì đây là chuyển động biểu kiến. Chứ còn thực tế là mặt trời của chúng ta nó không chuyển động, nhưng mà do sao mà ta lại nhìn thấy nó chuyển động thì tí nữa trong bài học này chúng ta sẽ làm rõ cho học sinh. Rồi tương tự là chuyển động của mặt trăng, hình dạng của các mặt trăng của các ngày lại khác nhau như thế nào. Đấy. Rồi trái đất này là một phần của hệ mặt trời, và hệ mặt trời là một phần của ngân hà. Và ngân hà thì nó gồm các ngôi sao, và ngôi sao thì nó tự phát sáng được. Đấy. Còn trong hệ mặt trời thì nó lại bao gồm là mặt trời và các hành tinh, thiên thạch, sao chổi. Và những cái hành tinh, thiên thạch này nó là phản xạ ánh sáng mặt trời chứ không phải là tự phát sáng. Thì đây là cái nội dung của cái chủ đề này. Thế thì khi dạy thì thầy cô lưu ý mấy cái đặc điểm này. Thứ nhất là thầy cô có thể có sự hỗ trợ bằng video về các cái thiên văn ấy. Thì hiện nay trên YouTube cũng có nhiều, thầy cô có thể sử dụng đó để trong dạy học. Ngoài ra thầy cô sử dụng cái kênh hình, các hình ảnh để minh họa. Bởi vì trên trời nhưng mà chúng ta cũng không nhìn được hết nữa, thì bây giờ chúng ta phải mô tả hình ảnh. Quả địa cầu là thầy cô có trong thiết bị rồi đúng không? Thầy cô sẽ thấy được. Thì ở đây ta nhìn thấy được là một cái, tìm hiểu một cái chuyển động, ta gọi là chuyển động nhìn thấy. Cái chuyển động này bỏ trong ngoặc kép, bởi vì thực tế là nó không chuyển động, nhưng mà ta vẫn nhìn thấy là sáng mai ngủ dậy vẫn thấy mặt trời mọc ở hướng đông và buổi chiều ta thấy lặn ở hướng tây. Tại sao như vậy? Lý giải thì ta thảo luận các câu hỏi này, hướng dẫn học sinh thảo luận các câu hỏi này. Đấy. Là đây là ta thấy là cái trục của trái đất nó vuông góc với cái mặt phẳng xích đạo này. Và trái đất thì nó thế nào ạ? Ngoài cái việc là nó chuyển động xung quanh mặt trời thì nó còn tự chuyển động. Đấy. Đây các bạn. Nó tự chuyển động được một vòng, tức là ta được một ngày, đúng không? Còn nó chuyển động xung quanh mặt trời là ta được một năm, đúng không? Ví dụ như vậy. Thì ở đây là nó, khi nó chuyển động thế này, thầy cô chú ý là sẽ có điểm sáng và điểm tối. Thì cái phần tối này ta gọi là đêm, bởi vì ánh sáng mặt trời thì đứng yên một chỗ thì nó chiếu sáng này. Nhưng mà do cái trái đất nó chuyển động từ tây sang đông nên ta thấy mặt trời mọc từ đông sang tây. Đây cũng thế. Vì vậy nên tại cái vị trí B này là khi mà đang ở trong bóng tối này, nếu mặt trời chuyển động từ tây sang đông ở đây thì vị trí B dần dần nó sẽ tiếp xúc với cái phần ánh sáng mặt trời chiếu vào. Và đây chính là lúc đang ta thấy bình minh lên, đúng không? Là bắt đầu vào buổi sáng, là ta nhìn sang ban ngày. Đấy. Còn ở vị trí C thì lại đang ở cái vị trí gì ạ? Đang ở vị trí ban ngày nhưng mà nó chuyển động từ đông sang tây thế này, đúng không? Và xin lỗi là từ tây sang đông thế này, và chúng ta sẽ thấy là cái vị trí C này nó khuất dần đi và sang phần bóng tối. Đấy. Như vậy thì ta lại thấy là mặt trời lặn. Nói thầy cô, mặt trời lặn. Như vậy là cái việc mặt trời mọc với mặt trời lặn đây là cho cái chuyển động của trái đất, đúng không? Chuyển động trái đất. Thế còn nếu những câu hỏi như là tại sao trái đất nó lại chuyển động? Bởi vì ta biết là trái đất nó được hình thành từ các cái khối bụi rồi là khí ban đầu của nó, nhờ cái lực hấp dẫn vào trong cái trường lực của cái trái đất này. Đấy. Và do là cái gì ạ? Các cái khối bụi đó, khối bụi khí đó thì nó không đồng đều nhau tạo thành cái hành tinh của chúng ta, nó không được đồng đều nên các cái lực hấp dẫn này nó cũng không bù trừ cho nhau được, nên là nó lệch nhau. Do đó các cái lực này nó lệch nhau thì nó sẽ tạo nên một sự chuyển động. Chứ nếu mà các lực đó cân bằng nhau thì nó sẽ không chuyển động. Nhưng mà lý tưởng như vậy chắc chắn là sẽ không có, bởi vì các cái khối bụi thiên thạch đó nó sẽ khác nhau. Đấy. Các thầy gọi. Và khi nó đã chuyển động như vậy thì theo cái định luật 1 Newton mà mãi đến lớp 10 ta mới học đấy, tức là cái gì nó đã chuyển động là nó cứ tiếp tục chuyển động. Còn cái gì nó đứng yên thì nó lại tiếp tục đứng yên. Đấy không? Đó, ví dụ như vậy. Đấy thì rõ ràng là, nhưng mà tất nhiên là ta không giải thích đến cái chỗ đó, nhưng mà ta hiểu
để làm sao để ta vận dụng được cái này cho nó tốt, thì các cái câu hỏi thảo luận ở đó thì thầy Giác đã trình bày rồi đó. Và tương tự như vậy, ta tìm hiểu ánh sáng mặt trăng. Mặt trăng thì nó lại có cái khác là mặt trăng là nó chuyển động xung quanh trái đất. Vì vậy nên mặt trăng thì ta không gọi là thiên thể, mà ta lại gọi là cái gì ạ? Ta gọi là vệ tinh. Đấy, ta gọi là vệ tinh. Đấy. Thế thì thầy cô thấy là đây. À, xin lỗi, là mặt trăng không gọi là hành tinh mà gọi là vệ tinh. Vệ tinh là nó quay xung quanh, chuyển động xung quanh hành tinh. Còn thiên thể là các vật thể trên bầu trời, là tất cả đều gọi là thiên thể, thì ta phân biệt là như vậy. Đấy. Nhưng mà đây là chúng ta gọi là vệ tinh vì nó quay xung quanh hành tinh, mà hành tinh thì quay xung quanh mặt trời, chuyển động xung quanh mặt trời. Tất nhiên là kết quả thì cả vệ tinh cả hành tinh cũng đều chuyển động xung quanh mặt trời, nhưng mà có cái khác là cái vệ tinh nó phải chuyển động xung quanh một hành tinh nào đó. Và cái mặt trăng thì khi nào nói là nó không phát sáng, mà là do nó phản xạ cái ánh sáng mặt trời xuống trái đất của chúng ta, nên ta nhìn thấy mặt trăng phát sáng, nhưng thực ra không phải như vậy. Vậy thì bao giờ mặt trời cũng chiếu một phần, một nửa cái mặt trăng này, nhưng mà thực ra là cái phần mà trái đất nhìn lên mặt trăng thấy là chỉ thấy một cái phần tư ở trong cái phần hình tròn này đây. Thầy có nhìn ở đây, đấy cái phần này. Đấy, và ta cho thảo luận như vậy. Và do nó cái chuyển động khác nhau, rồi trái đất lại quay khác nhau nữa, nên ta nhìn thấy được cái hình dạng khác nhau của mặt trăng. Đó. Và đây ta gọi là các pha của mặt trăng. Gồm có là trăng tròn, trăng khuyết đầu tháng, trăng bán nguyệt, trăng lưỡi liềm. Đấy là 8 pha đây, rồi kể cả không trăng nữa. Đó. Thầy cô sẽ nhìn thấy. Đây là cái hình ảnh đây để ta thấy là cái nhìn cho nó rõ. Cái hình ảnh là cái vệ tinh nó chuyển động xung quanh cái hành tinh này đây. Và trái đất thì chuyển động xung quanh. Vậy thì cả cái hệ này nó cũng chuyển động xung quanh mặt trời đây. Đó. Thầy cô thấy như vậy. Thế tại sao nhìn thấy là mặt trăng như là cái thiên thể mặt trăng đấy, tức là cái vệ tinh mặt trăng nó không phát sáng, là bởi vì nó có phần bóng tối, phần này là phần sáng và phần này là phần tối, chứng tỏ là nó không phát sáng, nó mà sáng này là do mặt trời chiếu vào, chứ nếu mà nó phát sáng là nó sáng cả chứ, đúng. Như mặt trời này là nó tự phát sáng, hoặc là các cái ngôi sao đó. Ở đây là chỉ có một cái phần này phát sáng thôi, là do cái phản xạ mặt trời nó chiếu ánh sáng vào đây, đúng. Thầy cô thấy. Và chúng ta cũng có thể cho học sinh hoạt động một cái trải nghiệm sáng tạo là nhìn quan sát các cái hình dạng của mặt trăng bằng một cái thí nghiệm, cái mô hình có thể tự làm được. Thầy cô hướng dẫn đó là gồm dụng cụ là một hộp giấy hình trụ, mặt trong tô đen để giảm sự phản xạ ánh sáng, quả bóng tennis hoặc là quả bóng nhựa, băng dính keo, băng dính đen và kéo. Và chúng ta sẽ thiết kế là một cái sơ đồ thế này. Ta làm một cái hình trụ, trong đó có treo quả bóng tennis vào đây và khoét một chỗ này để cho cái đèn pin nó như là cái mặt trời để chiếu vào, và xung quanh này ta khoét một số lỗ, và trong này là chúng ta, trong cái hình trụ này là chúng ta cho giấy đen bọc vào để tránh phản xạ ánh sáng. Khi ta nhìn vào một cái vị trí nào đó và ta che các lỗ còn lại, thì chúng ta sẽ nhìn vị trí này và sang vị trí này, ta nhìn và sang vị trí này, ta sẽ thấy khác nhau. Và đây chính là cái mô tả các pha của mặt trăng. Nên nếu mà sau đó thầy cô vận dụng là thầy hướng dẫn các em là khoét 8 cái chỗ, cái vị trí khác nhau để nhìn được 8 cái pha khác nhau của mặt trăng. À, tương ứng như cái hình ở trong sách giáo khoa. Đúng không? Thì đây là một cái trải nghiệm thôi. À, chúng ta có thể nhìn thấy được cái ở đó là coi như cái quả bóng tennis này xem như là mặt trăng. Đúng không? Còn cái đèn pin của chúng ta thì xem như là mặt trời. Đúng không? Chúng ta có thể là thấy được cái. Còn đây là ta tìm hiểu cái hệ mặt trời. Thì hệ mặt trời đấy, thì như cái nại thầy Giác nói là trong hệ mặt trời là các hành tinh quay quanh mặt trời, còn các vệ tinh thì quay quanh hành tinh. Đó. Như ở đây là có đánh số từ 1 đến 10 ở đây. Nhưng mà trong thực tế là ta nếu tính từ mặt trời ra thì chúng ta có 9 cái thiên thể, nhưng mà chỉ có 8 cái được gọi là hành tinh thôi. Còn cái số 5 này, tức là cái mà mặt trăng này, thì ta gọi là vệ tinh. À. Như vậy ta hình dung là trong hệ mặt trời, ngoài mặt trời là có hai nhóm, một nhóm gồm 8 hành tinh và các vệ tinh của chúng. Nó nhiều vệ tinh nữa nhé, nhưng mà vệ tinh quen thuộc nhất là cái mặt trăng, thì có đánh số ở đây để cho học sinh dễ nhìn, các con nó dễ nhìn, đúng không? Còn nhóm thứ hai là gồm các tiểu hành tinh, sao chổi và các cái khối bụi thiên thạch khác, nhiều lắm.
Như vậy vệ tinh cũng rất là nhiều, giống như chỉ có một vệ tinh là mặt trăng đâu, nhưng mà mặt trăng là một vệ tinh quen thuộc, đúng không? Gần gũi có thể thấy được, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ nhìn được. Thì thầy cô cứ bám vào cái thảo luận này, các cái này để rút ra được cái nội dung này. Còn cách tổ chức thảo luận thế này thế nào, thầy cô lưu ý là trong sách giáo viên đã có đầy đủ hướng dẫn chi tiết. Thế này cô yên tâm, đúng không? Thậm chí là trả lời các câu hỏi này ra sao để giúp cho là thầy cô có một cái kỳ thầy cô định hướng này. Chắc chắn là cái ý tưởng của sách giáo khoa là hỏi thế này để trả lời như thế nào. Còn cái việc thầy cô là phải tổ chức cho học sinh trả lời được các câu hỏi này, hướng dẫn học sinh để cuối cùng học sinh rút ra được cái kết luận, đúng không? À, theo cái yêu cầu. Đấy. Thế ngoài ra thì để thay đổi cái không khí ở trong sách ấy, thì giảm stress ấy, thì thỉnh thoảng có những cái câu là đố em, không nhiều đâu nhưng mà có một vài cái để gắn kết thiên nhiên với lại là cái việc học sáng tạo của các em. À, ví dụ như là cái này thầy cô không cần dạy nhưng mà để giúp các con là tự tìm hiểu. Chẳng hạn như em nhìn thấy cái gì trong hình bên thì đây là một con bọ lá, nhìn nó như cái lá, có thể có kích thước từ 5 đến 10cm gì đó. Đấy, và nó có cấu tạo giống lá, màu sắc giống như vậy để nó ẩn nấp vào các cái vị trí như vậy. Cũng giống như là con bồ que, là nó giống như một cái que, là nó ở vào cái cành khô nữa, là cứ có thể nói là các cái đối thủ của nó đấy, kẻ thù của nó không thể nhìn ra được, đúng là những cái con đó. Thì thiên nhiên đây là sự đa dạng, thiên nhiên nó phong phú lắm, đúng để làm thế nào để là có thể là giúp cho là các cái sinh vật này sinh tồn được, đúng không? Thầy cô lưu ý là như vậy. Và cuối cùng của sách giáo khoa thì đó là cái bảng giải thích, chú thích thuật ngữ. Và có các cái trang của sách giáo khoa tương ứng để giúp cho thầy cô link vào đây. Đấy, tương ứng vào và các con cũng tra nhanh. Ví dụ như muốn biết 3R nó ở đâu là chính là trang 58 này, đúng không? Tương tự như vậy. Thế nào gọi là cơ quan thì ở trang 95 ở đây, đúng không? Ví dụ như đấy. Và có cái ứng dụng à. Đấy thì trên đây là thầy cô vừa thấy là thầy Giác đã trình bày xong cả cái 11 cái chủ đề này, các cái nội dung điểm qua như vậy. À, bây giờ là thời gian trước khi hướng dẫn thầy cô về cái sách giáo viên một tí thì chắc chắn là phải dừng lại đây để thầy cô có cái trao đổi trực tiếp cái gì với nhóm tác giả và đặc biệt trực tiếp đây với thầy Cao Vĩnh Giác, đó, để thầy Giác sẽ hướng dẫn và gợi ý để xem là chúng ta hiểu thống nhất nó như thế nào và cần thầy cô cần trợ giúp cái gì, đó. À, ngoài các câu hỏi mà thầy cô gửi đến Zalo, gửi đến nhóm thì bây giờ thầy cô cần trao đổi cái gì thì chúng ta có khoảng cũng không nhiều thời gian, chắc là có khoảng 15 phút thầy cô nhé. À, thầy cô bật mic lên ạ, thầy cô nào cần trao đổi cái gì thì thầy cô phải trao đổi, đúng không? Thầy Giác sẽ trả lời ở trong cái buổi hôm nay ạ. Đó. Thầy cô gác đầu cầu nghe rõ chưa ạ? Đúng không? Của thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thầy cô cần trao đổi gì thầy cô cứ bật mic lên nhé. Thì thầy Giác có thể gom lại đây, thầy Giác trả lời luôn nhé, trong lúc thầy cô đang chuẩn bị câu hỏi, đúng không? Có thầy cô nào ví dụ như nếu học sinh mà hiểu bài nhưng không đưa ra được kết luận như trong sách do ngôn ngữ chưa hoàn chỉnh thì làm thế nào? À thì cái này là do cái cách tổ chức dạy học của chúng ta. À thì vấn đề là chỗ này là cái sự gia công của thầy cô rất là lớn, sự giúp đỡ thầy cô. Muốn các con tự học được thì các con cũng phải tự học có hướng dẫn. Có nghĩa là ở đây thầy cô phải trợ giúp thế nào để giống như kiểu là ta đang phải thuyết trình một cái nội dung gì đó nhưng mà do cái ngôn ngữ, cái ý tưởng ta hiểu như vậy nhưng mà chưa đủ cái từ vựng để ta trình bày lên. Thì trong trường hợp này thầy cô phải là người hướng dẫn rất là cẩn thận để giúp thế nào để các con biết là ví dụ như khi đưa về khái niệm chất tinh khiết đấy, thì lúc đầu chưa có cái khái niệm đó. Thế bây giờ ta nói là vậy thì từ các những cái chất này các con thấy là trong này có nhiều chất hay chỉ có một chất. Các con trả lời là ở đây thì thấy muối ăn tinh khiết này chỉ có một chất, nước tinh khiết này chỉ có một chất. À, vậy thì những cái chất này
thì lúc đó chúng ta sẽ gợi ý tiếp đấy, những cái chất này nó có khác với những cái chất mà nó có nhiều chất ở trong đó, ví dụ như là bột canh thì chắc chắn nó lại có nhiều chất đấy, và cái chất này người ta sẽ gọi là cái gì, thì từ đó các con sẽ rút ra được là cái chất đó gọi là, ví dụ là chất tinh khiết, đúng không? Thì do thầy cô cứ gợi ý dần dần, thì đây là cái cách tổ chức dạy học thôi, thì trong sách giáo viên là có hướng dẫn cho thầy cô, đúng không? Để thầy cô đảm đương là như vậy. Câu hỏi thứ hai là tiếp theo là về cách tạo nước cất. Những cái vấn đề về cách tạo nước cất rồi cấu tạo nguồn nước thì chưa học ở lớp 6 nên là không đưa vào trong sách giáo khoa. Đấy, thì thầy cô lưu ý là khi nào đến những cái phần mà ví dụ như là trong phần tách các chất thì ở đây chưa có cái phần chưng cất nên là không đưa cái nội dung đó vào, đúng không? Để theo các yêu cầu của chương trình thì thầy cô cũng đừng có hoàn hảo ngay từ lớp 6, thì chúng ta đừng còn có lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì đừng còn nhiều nội dung nữa, đúng không? Sẽ đưa dần vào. Đấy, thầy cô lưu ý như vậy. Đâu là tức là kiến thức sách giáo khoa yêu cầu đơn giản học sinh có thể tự học không? Có ngân hàng câu hỏi về đánh giá không? Học sinh tự học tức là thông qua cái hệ thống câu hỏi thảo luận đó thì học sinh sẽ tự học được. Tất nhiên là mức độ tự học của các em cũng có thể khác nhau, phụ thuộc vào cái trình độ nhận thức khác nhau. Vì vậy nên những cái chỗ mà cần hướng dẫn của thầy cô thì chắc chắn thầy cô phải trợ giúp. Ta đừng có nghĩ học sinh tự học là thầy cô khỏe, không phải đâu. Nếu học sinh tự học thì thầy cô còn phải là chuyên gia của tự học, tức là để phải trợ giúp khi mà học sinh tung phao cứu sinh ra, là ví dụ em đọc chỗ này mà em không hiểu, em tự học chỗ này không hiểu thì thầy cô phải là người giúp đỡ, đúng không? Thì vì vậy nên tự học cũng có nhiều cách, trong đó có là cũng có nhiều hình thức, và trong đó có hình thức là tự học có hướng dẫn là như vậy. Thì chính cái hệ thống câu hỏi đó là giống như cái mô hình lớp học đảo ngược, là cho học sinh chuẩn bị trước ở nhà để tí nữa học sinh đến lớp bài tiếp theo học sinh có thể tự thảo luận các cái nội dung đó. Vấn đề là ta tổ chức như thế nào thì đó là cái cách, cái nghệ thuật sư phạm để thầy cô tổ chức cho nó hiệu quả cái việc thảo luận như vậy. Đấy. Thì các em có quyền được đọc trước mà, có các em đến học thì có quyền được đọc trước rồi là được nghiên cứu trước bài học, đúng không? Và để tìm hiểu cái gì. Mà chính như vậy là cái mô hình đảo ngược mới phát huy tác dụng, là đến đây là để hỏi những cái khó. Chứ đến chỉ nghe thầy cô trình bày những cái này thì cũng, trong sách giáo khoa cũng đã trình bày rồi. Thầy cô chỉ cần đặt ra tình huống nữa để giúp học sinh thảo luận thì đó mới là cái khó, đúng không? Đấy, trong dạy học. À, thầy cô bảo là làm sao để đăng nhập cái nhóm Zalo 10, nhóm Zalo 10 vừa rồi có cái đây thầy cô có thể vào ở trên nhóm ở trên đây nhóm là Zalo 10, thầy cô quét cái mã QR nhé của cái nhóm này. Thì như vậy là thầy cô, vì nhóm 9 nó nhiều người rồi, đúng không? Nó quá quá thành viên rồi, đúng không? Đó, thầy cô có thể vào cái chỗ này thì thầy cô sẽ vào được cái nhóm Zalo 10 nhé, để thầy cô trao đổi, đúng không? Thầy Vũ Quốc Toàn hỏi là cho em hỏi ở phần chủ đề 6, 7, 8 có quá nhiều lý thuyết cần phải học như vậy, có quá nhiều đối với học sinh hay không? 6, 7, 8 là chủ đề về vật sống. Thực ra có quá nhiều lý thuyết học, nhưng mà trong sách thì đã trình bày theo vận dụng theo tối đa là các cái kênh hình và cái thực tiện ở trong cuộc sống đã đưa vào rồi. Nên là thầy cô chỉ cần cho học sinh thảo luận. Sau khi học sinh thảo luận ấy, thì cái kiến thức đó là học sinh có thể tự rút ra, và thầy cô chỉ chiếu lên để ta so sánh những cái kiến thức đó rút ra với lại cái kiến thức ở trong sách giáo khoa. Chỗ nào các em vẫn chưa hiểu nữa thì chúng ta tiếp tục để cho thảo luận nữa và giải thích giúp cho các em để hướng dẫn các em nhận thức đúng ở các cái nội dung đó. Thế vấn đề quan trọng cũng là từ cái quá trình thảo luận. Chính là thảo luận được thì cái kiến thức đó các em sẽ nhớ được lâu và nhớ dai hơn, ta gọi là độ bền kiến thức đấy, độ ổn định hơn. Còn nếu các em chỉ được thông báo ngay từ đầu là ví dụ như là tế bào là vừa có tế bào là đơn vị của là cấu trúc và chức năng của cơ thể đấy, nói thế thì học sinh chỉ độc thuộc như vậy, nhưng vấn đề hiểu như thế nào
là cấu trúc và thế nào là chức năng, thì qua các cái thảo luận đấy thì giúp cho học sinh sẽ hiểu được như thế đó. Một chủ đề khi chưa học xong chương trình bồi dưỡng không ạ? À, cái chuyện mà dạy hết 11 chủ đề thế này thì thầy Giác đã có các video để trả lời rồi, nhưng mà cũng đây thì thầy cô hỏi bây giờ trả lời lại là thế này, tức là cái việc mà phân bố thời gian để dạy đấy, các cái chủ đề đấy, thì thầy cô lưu ý là về nguyên tắc cuốn sách này là biên soạn để cho một người dạy. Nhưng mà trong tình hình thực tế hiện nay ở tất cả các trường, không phải riêng thành phố Hồ Chí Minh, thì đều đang tồn tại là vì thầy cô đang dạy các đơn môn. Tất nhiên là ở trung học cơ sở là nhiều thầy cô cũng đã dạy hai môn rồi, nhưng mà số lượng đó chưa nhiều đó. Nhưng mà dù sao thì bây giờ thầy cô dạy đơn môn, thì bây giờ cái cách để thầy cô phân bố là cái cách dạy là như thế nào, thì những cái chủ đề mà thiên về hóa học có thể những thầy cô dạy hóa học đảm nhận, những chủ đề mà thiên về vật sống sinh học thì thầy cô sinh học sẽ đảm nhận, những chủ đề mà thiên về cái gì ạ, thiên về lực và tác dụng lực, rồi cũng như là thiên văn đấy, thì có thể là thầy cô vật lý sẽ đảm nhận. Nhưng mà thầy cô chú ý là thế này, đó là cái quá trình chuyển giao như vậy, nhưng mà thầy cô trong bộ môn khoa học tự nhiên cũng phải chủ động là lúc mà thầy cô trước lúc dạy là các thành viên, tức là các thầy cô đấy, phải có gì ạ, phải có một cái seminar thảo luận, hay là ta nói là dạy thử từng tiết một, và để cả tổ là đóng là trao đổi ý kiến, chia sẻ ý kiến cho nhau. Và lúc đó là cả tổ phải dự giờ, thậm chí đến khi mà tổ trưởng duyệt rồi là ok, là dạy như vậy học sinh có thể chấp nhận và sẽ hiểu được theo chương trình mới này, thì lúc đó ta mới phê duyệt và ta mới dạy. Bởi vì chương trình mới thầy cô thận trọng một tí là thầy cô không dạy ồ ạt được đâu, không phải là lên cung cấp kiến thức là thầy cô viết nhầm hơn bỏ sót trên bảng, không phải như vậy. Mà chúng ta phải có từng thao tác từ từ để cho học sinh là kiến tạo kiến thức dần dần, và cuối cùng làm sao học sinh rút ra kiến thức đó. Chứ còn lên mà sâu diễn ngay từ đầu thì thầy cô khỏe lắm đó, vì thầy cô thuộc đầu trong trong rồi. Nhưng mà cái cách là tiến trình đó là như thế nào, vậy thì thầy cô cũng lưu ý là khi mà đến giờ vật lý mà thầy vật lý dạy, thì những thầy hóa và thầy sinh muốn dạy được giờ đó thì thầy cô cũng phải tiếp tục như giờ để về trao đổi tiếp. À, cái phần lý này, cái thầy lý này triển khai rất là hay, có chỗ này chỗ kia, phần hóa thầy hóa này triển khai hay thế này thế kia, để thầy cô học hỏi. Còn trên tinh thần là thầy cô có thể tự học được, chưa cần phải bồi dưỡng tiếp, thì thầy cô cũng đã kiến thức trung học cơ sở đã đủ cho thầy cô dạy cả cái cuốn sách này. Còn nữa, nếu mà các sở đấy, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh cần tập huấn, cần bồi dưỡng tiếp, có thể đặt hàng với các trường đại học đúng không? Và như vậy sẽ bồi dưỡng thêm một số chuyên đề vật lý, có thể học thêm hóa học và sinh học, và sinh học thì học thêm vật lý và hóa học, ví dụ như vậy. Nhưng mà cũng không cần nhiều, và chỉ học ở mức độ là thầy cô đủ để thầy cô sử dụng trong các tài liệu của sách. À, nhưng mà theo nhóm tác giả thì thầy cô cũng có thể là chưa cần đến chỗ đó, thì thầy cô cũng có thể tự đọc ở trong sách, bởi vì sách này đã viết cho học sinh tự học được, thì như vậy thầy cô đọc và hỗ trợ với sách giáo viên thì chắc chắn là thầy cô sẽ có thể tự tin để chúng ta có thể làm được, đúng không? Thầy cô lưu ý như vậy. Thưa thầy, bên em vẫn chưa được bồi dưỡng hết chương trình khoa học tự nhiên, dự kiến là đến tháng 4 2022 mới xong. Vậy khi dạy học thì như thế nào? À, thực ra là dạy học khoa học tự nhiên thì thầy cô thấy là cái chuyên đề của ITEP ấy, là mấy chuyên đề cơ bản bắt đầu là bồi dưỡng hết rồi nhé. Chuyên đề 1 này là giới thiệu về chương trình khoa học tự nhiên. Chuyên đề 2 là phương pháp dạy học, dạy học phát triển năng lực. Chuyên đề 3 là kiểm tra đánh giá. Chuyên đề 4 là chuyên đề mà sắp tới đây, có lẽ là trong tháng này hay là tháng nào đây, là một số nơi cũng đã làm rồi. Đó là về phân tích về cái kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục. Còn các cái chuyên đề sau là các chuyên đề tự chọn nữa, là 4 chuyên đề đầu này là 4 chuyên đề cứng nhất, là thầy cô đã trải qua rồi nên thầy cô có thể sử dụng để dạy học cho cái môn khoa học tự nhiên này. Đấy, thầy cô yên tâm là thầy cô sẽ... Và thầy Giác thì cũng đã phân tích ở các cái video về kiểm tra đánh giá khoa học tự nhiên là như thế nào này, rồi dạy thử một số cái giới thiệu, hướng dẫn một số cái tự học của các bài cho các con lớp 6 này, cũng đã có giới thiệu trên YouTube, rồi là cái hướng dẫn dạy học các chủ đề khó, các cái nội dung cũng đã có đầy đủ.
Nói chung là chuẩn bị cho thầy cô đã đầy đủ rồi, đọc tên các nguyên tố bằng tiếng Anh hay là cái gì cũng đã chuẩn bị cho thầy cô rồi, nên thầy cô cũng có thể tự học được, đúng không? Vui lòng thầy cô. Về các dụng cụ thí nghiệm thì con đã đáp ứng kịp để dạy theo chương trình theo sách Chân Trời Sáng Tạo của mình không? Thì cái này là bên thiết bị giáo dục của nhà xuất bản giáo dục sẽ cố gắng để trang bị tốt cho thầy cô. Nhưng mà thầy cô cũng lưu ý là lớp 6 cũng chưa có nhiều thiết bị gì lắm đâu. Theo cái danh mục tối thiểu và danh mục thiết bị là bộ sẽ đề xuất rồi, thì các cái công ty về thiết bị giáo dục thì người ta sẽ tiếp cận và sẽ làm nhanh cái này. Và hiện nay là theo tôi là có rồi, chỉ còn có các sở đặt hàng nữa để về các trường nữa là ok. Như trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có cả cái thiết bị giáo dục ở trong thành phố nên chắc chắn là sẽ có. Vì vậy nên mà thứ hai nữa là những cái thí nghiệm mà chúng tôi chọn lọc đưa vào lớp 6, thậm chí là những thí nghiệm rất là thân thuộc, dụng cụ hóa chất có thể tự làm ở trong gia đình của chúng ta. Đấy, ví dụ như là đốt cháy đường, rồi đốt cháy nến, rồi là thí nghiệm về hòa tan bột sữa, rồi hòa tan muối ăn, tất đấy những cái thí nghiệm đấy, kể cả làm sốt mayonnaise thì thầy cô cũng thấy là có cái vật liệu trong gia đình của chúng ta có thể làm được, nên là thầy cô cũng yên tâm. Vì đang còn rất ít các cái thí nghiệm mà chỉ bắt đầu lên lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì thầy cô bắt đầu cần có nhiều thí nghiệm hóa chất dụng cụ hơn. Đó, thì lúc đó thầy cô lưu ý. Những cái đồ thị của các quá trình chuyển thể có đưa vào dạy không? Chúng ta chỉ dạy trong phần luyện tập thôi, tức là trong các bài tập, sách bài tập chỗ thầy Giác viết là có sử dụng một số cái sơ đồ đồ thị đấy, rất là nhiều để tăng cái, bởi vì quan sát sơ đồ đồ thị cũng là một cái năng lực tố chất của khoa học tự nhiên đó, là chúng ta phải có đấy. Xin cho hỏi thầy có soạn sẵn cho giáo viên bài giảng giúp giáo viên không? Thầy cô yên tâm là trong sách giáo viên là đã có hướng dẫn để thiết kế. Ngoài ra thầy Giác còn có một video để hướng dẫn rất cẩn thận là cái cách chuyển từ sách giáo viên và sách giáo khoa để chúng ta thành một cái giáo án theo cái thông tư mà 5512 được hướng dẫn các bước sản phẩm của học sinh là cái gì, cái hướng dẫn. Và sắp tới thì thầy Giác cũng đang, nhà xuất bản giáo dục đang biên tập cho thầy Giác cái cuốn sách cũng sắp xong rồi, thì có thể là kịp đầu năm học này. Đó là cái thiết kế kế hoạch bài dạy cho cả 45 bài này để giúp thầy cô tham khảo thôi, chứ thầy cô sẽ còn phải dựa vào cái đặc trưng của các trường, thầy cô sẽ thêm bớt gia giảm nữa, nhưng mà thầy cô có một cái sườn chung cho tất cả các bài thì cơ bản là cũng sẽ giúp trợ giúp thầy cô hết sức, là coi như trang bị cho thầy cô rất là đầy đủ, rất là chi tiết để làm sao thầy cô tạo điều kiện là thầy cô sử dụng cái quỹ thời gian ngắn nhất nhưng mà lại hiệu quả nhất đưa vào dạy học rất là tốt. Ở chủ đề 2, các thể của chất, làm sao để học sinh biết được là có chất mới được hình thành trong các thí nghiệm? Làm sao học sinh phân biệt được tính chất vật lý và tính chất hóa học của một vật nào đó? Thì cái này trong sách giáo khoa đã đưa rõ là tính chất vật lý và tính chất hóa học rồi. Tính chất vật lý ví dụ như là về độ tan, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy. Thế thì để mà biết được cái tính chất đó thì ta phải dùng các cái công cụ đo, ví dụ đo nhiệt độ sôi ta phải dùng công cụ, nên là tại sao các phép đo lại đưa lên trước là như vậy, đúng không? Còn tính chất hóa học thì chúng ta phải quan sát hiện tượng và sự biến đổi hiện tượng đó, ví dụ chất ban đầu là thế nào và chất sau tương tác đó là như thế nào. Mặc dù lớp 6 là chưa học về phản ứng hóa học nên chúng ta chưa nói về phản ứng phương trình hóa học mà chỉ nói nhận biết thôi. Ví dụ như là phản ứng đốt cháy thì coi như là nhận biết là chất đó đã cháy, đường nó cháy thì nó chuyển sang cái dạng gì, khi nó chuyển thể thì khác, còn khi nó đã chuyển sang một cái dạng khác hẳn thì như vậy nó là đã tạo thành chất khác đấy. Thì trong thí nghiệm là đốt nến và đốt đốt đường đấy thì cũng đã nói rõ rồi, đúng không? Người ta cô lưu ý. Câu hỏi tiếp theo là giáo viên có bắt buộc phải theo khung phân phối chương trình như trong sách giáo viên và có hướng dẫn không ạ? Thì thầy Giác cũng vừa gửi lên nhóm Zalo cái phân phối chương trình, thì nhớ là cái phân phối chương trình đó là cái dự kiến của nhóm tác giả căn cứ vào cái phân bổ trong chương trình 2018 của cái nhóm làm chương trình đấy, thì người ta có dự kiến cho là các cái chủ đề đó là bao nhiêu tiết, bao nhiêu phần trăm, thì nhóm tác giả làm sách căn cứ vào đó để cụ thể hóa thành là mấy tiết,
và sau đó lại dựa vào từng bài học, bài nào nó có nhiều hoạt động rồi có hoạt động thực hành thí nghiệm thì số tiết nó sẽ nhiều hơn, và căn cứ vào cái mức độ phức tạp của các hoạt động đó thì các tác giả làm sách giáo khoa đã dự kiến thành một cái bản gọi là phân phối chương trình, dự kiến thôi, còn thầy cô có thể thay đổi cái đó là bình thường mà. À, bởi vì ta bây giờ tự chủ mà, thì ta chú ý là khi dạy học thì chúng ta phải làm cả kế hoạch giáo dục và cả kế hoạch dạy học đi kèm. Vậy thì tất nhiên là số tiết đó phân bổ thế nào trong trường là phải do cái hoạt động tổ chuyên môn phải thống nhất nữa, chứ không phải là lớp 6A thì dạy kiểu khác, lớp 6B lại kiểu khác, 6C kiểu khác, thì thầy cô trong trường nên thống nhất lại. Nhưng mà chắc chắn là thay đổi được. À, kể ra cũng khác một tí cũng được, nếu như lớp chất lượng nó tốt hơn thì có thể thầy cô tăng cái phần luyện tập lên và cái phần dạy lý thuyết thầy cô lại có thể rút ngắn lại, vì là các con thảo luận nhanh lắm, có thể ra kết quả rồi thì không sao, đúng không? Số tiết sẽ thay đổi. À, câu hỏi tiếp theo là thảo luận đòi hỏi nhiều thời gian, có em tích cực, có em không, có em giỏi, có em kém. Các tác giả có tính đến liều lượng kiến thức và trình độ học sinh trong các bài học chưa? À, tất nhiên rồi, lớp 50 em là 50 trình độ khác nhau, chắc chắn là như vậy, không bao giờ đồng đều. Đây là một hỗn hợp không đồng nhất. Đấy, một hỗn hợp không đồng nhất, chắc chắn là như vậy. Đấy. Thế vì vậy nên là ta mới có cái tự đánh giá của học sinh trong cái đánh giá thường xuyên đấy. Thì như vậy là thầy cô phải cho các em đánh giá là các em về mức độ các em có hiểu được các cái thảo luận này hay không, thế nào các em tích vào đó để chúng ta có biện pháp là sẽ phân hóa các em đó thành các cái nhóm khác để nhờ các cái nhóm giỏi hơn trợ giúp. Thế học ở đây là không phải học chỉ học với thầy cô mà học với bạn bè xung quanh nữa. Như vậy là cái này là cái năng lực dạy học cho thầy cô phải cố gắng để thể hiện cái trách nhiệm của mình, cũng như là cái việc là hướng dẫn các con là làm sao để từ chỗ không đồng đều mà tiến tới là đồng đều. Đấy, tiến tới đồng đều. Thế mới là cái khó khăn, đúng không? Mà thầy cô phải chú ý để tăng cường về cái phương pháp giáo dục, biện pháp dạy học. À, các chủ đề và các bài học nhà xuất bản đã trình bày trong sách giáo viên đã rất cụ thể rồi, chúng em vẫn phải soạn giáo án để dạy. Trong sách giáo viên đó là cái hướng dẫn để thầy cô soạn giáo án, cái nguyên liệu cho thầy cô soạn. Còn khi dạy học là mỗi thầy cô phải có một giáo án nhé. Giáo án là kịch bản mà, lên lớp mà, thầy cô mà. Đấy. Cũng giống như một trận đánh là phải có cái kịch bản, cái kế hoạch cho cái trận đó là thế nào, là phải chi tiết, tham mưu trưởng phải đưa ra thế nào, và cuối cùng là bên dưới là phải thi hành và phải tiến hành thế nào. Vậy thì một thầy cô là một phải có mỗi bài phải có một giáo án. Ví dụ như là cách đặt vấn đề đó, nhưng mà có thầy cô thì sử dụng kỹ thuật là trò chơi này, trò chơi học tập này, có thầy cô thì lại sử dụng đó là một thí nghiệm này, có thầy cô thì sử dụng đó là một cái hội thoại video nào đó đấy, ví dụ vân vân, thì có nhiều cách để tiếp cận cái đó. Nên là giáo án thầy cô cần cụ thể và cá nhân hóa của mình. À, tất nhiên thầy cô yên tâm, sách giáo viên đã gợi ý cho thầy cô cũng rất là rõ để các cái câu hỏi đó. Khi dạy có bắt buộc phải dạy theo các hoạt động trong sách hay sao? À, tất nhiên là không bắt buộc, nhưng mà để hình thành kiến thức đó thì đây là cái gợi ý sát sườn của sách giáo khoa. Còn thầy cô có thể thay thế hoạt động đó bằng hoạt động khác mà phù hợp với giáo dục địa phương của mình mà vẫn có thể đưa đến kết luận đó thì cũng không sao. Nhưng mà học sinh cũng phải thảo luận được, phải hiểu được các cái ý tưởng đó. Thầy cô cũng... Giáo viên có giao bài tập về nhà cho các em không? À, riêng sách bộ sách Chân Trời Sáng Tạo thì khác hai bộ sách còn lại là vẫn có cái phần bài tập ở phía sau. Thế thì thầy cô giao hay không giao thì đó là việc của thầy cô thôi. Các con có thể tự học phần bài tập đó. Nhưng mà thầy cô cũng nên là sau khi một bài học như vậy thì thầy cô cũng phải dành ít thời gian để hướng dẫn các con có thể làm các cái bài tập về nhà đó cho nó tốt, đúng không? Nếu mà các con tự học được tốt rồi thì thầy cô có thể giao cái loại bài tập khác, còn nếu không thì bài tập sách giáo khoa cũng cần. Thầy ơi, ngân hàng câu hỏi kiểm tra có không thầy? Hiện nay thầy Giác cũng đang biên soạn cái cuốn về các cái đề kiểm tra giúp đi kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ, được không? Nên là chắc chắn cũng sẽ có. À, nếu giao bài tập về nhà thì tối đa là mấy bài, tối đa mấy bài thì tùy từng mức độ, không cần giao hết đâu, và các con tự làm, đúng không? Đấy. Và thậm chí là một số bài có thể chữa ngay được trên lớp thì coi như về nhà các con lại chỉ làm bài khác nữa, đúng không? Thầy cô lưu ý. Khi xây dựng kế hoạch giảng dạy, chương 1 sẽ là bao nhiêu tiết? À, bao nhiêu tiết mỗi chủ đề là có. Thầy vừa gửi cái phân phối chương trình đó, cái dự kiến, và trong sách giáo viên cũng là có. Đó.
Em muốn hỏi là theo sách giáo khoa vật lý 6 năm học trước thì nguyên tắc để chế tạo nhiệt kế là sự giãn nở vì nhiệt của các chất, còn trong bài tập này thì không có đáp án đó. Vậy là sao ạ? Đó. À, nguyên tắc chế tạo nhiệt kế sự giãn nở về các chất là đã có trình bày ở trong cái phần cấu tạo nhiệt kế rồi, có trình bày sự giãn nở của chất lỏng. Bởi vì vật lý sách cũ đấy, sách hiện hành đấy, là chúng ta có giãn nở nhiều chất, tất cả chất rắn, chất lỏng, chất khí, nhưng mà ở đây thì khi làm cái này, khi thiết kế cái này theo chương trình thì chỉ cần thiết kế đúng cái nhiệt kế mà đang dùng chất lỏng nhiều thì như vậy là chúng ta có sự giãn nở của chất lỏng là có giới thiệu rồi, nên thầy cô có thể tham khảo ở đó, đúng không? Chúng ta sẽ trả lời. Như vậy là các cái câu hỏi mà ở trên các cái câu hỏi trên màn hình này thì thầy Giác đã trả lời hết rồi, không biết là thầy cô còn câu hỏi nào nữa không ạ? Đấy, để thầy cô lưu ý. Nếu thầy cô không còn câu hỏi nào tiếp thì thầy Giác sẽ chuyển sang phần hướng dẫn sách giáo viên, để thầy cô lưu ý cái sách giáo viên của chúng ta một chút nhé, mà chúng ta có thể rồi chiều thì thầy cô lại nói về phần kiểm tra đánh giá. Dạ thầy ơi, thầy có nghe em nói không ạ? Về sử dụng sách giáo viên thì thầy cô chú ý giúp thầy Giác một tí là trong sách giáo viên, trong sách giáo khoa của chúng ta đấy có cái mục tiêu bài học, thì mục tiêu này là chính là các cái yêu cầu cần đạt trong chương trình, để thầy cô biết là khi dạy bài này chúng ta phải đạt được cái gì. Nhưng mà khi mà chuyển sang cái kế hoạch dạy học thì thầy cô trong sách giáo viên chúng ta có cái mục tiêu bài dạy. Mục tiêu bài dạy là chi tiết hơn, có chỉ ra năng lực chung là gồm cái gì, năng lực khoa học tự nhiên là cái gì, và cả phẩm chất nữa. Bởi vì phẩm chất là hình thành trong quá trình dạy học, chứ không phải là khi viết sách giáo khoa là ra phẩm chất đâu thầy cô ạ. Đâu, mà hình thành năng lực và phẩm chất là gắn với quá trình dạy học của thầy cô nữa. Đấy, thì do đó là đây là có hình thành. Và trong cái năng lực khoa học tự nhiên thì sách giáo khoa, sách giáo viên đã chỉ rất rõ đâu là nhận thức khoa học tự nhiên, đâu là tìm hiểu tự nhiên và đâu là vận dụng kiến thức kỹ năng đại học. Và như vậy là thầy cô tiếp xúc với tiếp với cái sách này thì thầy cô sẽ, như vậy là từ cái mục tiêu bài học thầy cô phải biết chuyển thành mục tiêu bài dạy, đúng không? Bài học ở trong sách và bài dạy là cái kế hoạch dạy học của mình, thầy cô chú ý. Và sau đó là cái phương pháp và kỹ thuật dạy học đi kèm thì trong sách giáo viên đã bài học nào gắn vào phương pháp nào, kỹ thuật nào thì cũng đã làm rõ giúp thầy cô. Rồi đó là cái tổ chức dạy học, thì từ cái khởi động cho đến hình thành kiến thức mới thì trong mỗi hoạt động là có nêu rõ nhiệm vụ và cái tổ chức dạy học như thế nào, rồi trả lời các câu hỏi thảo luận ra sao thì đã có trình bày trong sách giáo viên. Ví dụ như một bài thế này là chúng ta quan sát cái hình ảnh này và để cho biết đâu là hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động trong cuộc sống. Thì như vậy trong sách giáo viên gợi ý là thầy cô chia thành một cái bảng thế này, đây là hoạt động cuộc sống, hoạt động nghiên cứu khoa học, và cho các con là điền vào đây, quan sát được cái gì đây các con điền vào, và cuối cùng ta kết luận như trên màn hình đấy. Thì như vậy đây là cái hướng dẫn của cái sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo. Thế như vậy là buổi sáng hôm nay thì thầy Giác có giới thiệu cho thầy cô sách giáo khoa và sách giáo viên và cả sách bài tập nữa, thì thầy cô có thể tải về trên phần mềm của trang web nhà xuất bản giáo dục khi mà chưa có sách in đấy, và sắp tới có sách in thì thầy cô sẽ sử dụng đấy. Thì suốt buổi sáng này thì mặc dù thầy cô không đặt câu hỏi trực tiếp nhưng mà có câu hỏi trên màn hình thì thầy Giác đã trả lời và có các cái video trợ giúp kèm theo nữa, thì hy vọng là cái buổi tập huấn này là sát sườn để giúp thầy cô về tiếp tục nghiên cứu nữa. Chắc chắn là thầy cô chưa nghiên cứu hết kỹ được cả sách giáo khoa đâu, đầy đủ đâu, và vào năm học dạy bài nào thầy cô còn vướng mắc cái gì thì có các cái nhóm Zalo đó thì thầy cô có thể đặt các cái câu hỏi, và thầy Giác sẽ mặc dù rất bận nhưng mà chắc chắn sẽ dành thời gian chậm nhất là 2 tuần sẽ có một số giải đáp về các câu hỏi tập hợp lại, mà nhanh là 1 tuần đấy, ví dụ như vậy sẽ có một số đó. Ngoài ra có nhiều cái trợ giúp về kỹ thuật dạy học, rồi cũng như là cách soạn bài lên lớp, rồi là các vấn đề về nội dung ở trong sách đó sẽ được trao đổi với quý thầy cô. Thế thì chương trình buổi sáng nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây, và chiều nay thì thầy cô nhớ là từ 1:30 cho đến 5:30 thầy cô sẽ tiếp tục nói tập huấn về kiểm tra đánh giá,
và soạn giáo án các bài cụ thể. Thế thì thầy Giác sẽ gửi lời chào đến quý thầy cô ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúc thầy cô tự tin, bình tĩnh, nghiên cứu kỹ, hiểu rõ để chúng ta có thể có cái kế hoạch sắp tới giúp thành phố triển khai được cái thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách tốt nhất. Và đặc biệt là thầy cô phải có sức khỏe vượt qua cái đợt bạo dịch này. Trong thành phố Hồ Chí Minh tôi thấy cũng rất là nguy hiểm, đó là chúng ta cố gắng an toàn ở mọi vị trí và chúng ta hạn chế để tiếp xúc ra bên ngoài, và để cố gắng sao trong thời gian này là thời điểm vàng, thầy cô cũng có thể tranh thủ để nghiên cứu tài liệu ở nhà và cũng soạn bài lên lớp, tập soạn dần các bài có sẵn theo các gợi ý của sách giáo viên để thầy cô chuẩn bị tốt nhất. Ngoài ra thì theo thầy Giác cũng nên chuẩn bị hình thức dạy online trực tuyến nếu như cái tình trạng mà thành phố Hồ Chí Minh chưa khống chế được dịch bệnh cho đến tận năm học. Thì như vậy hy vọng là đến lúc đó là thầy cô sẽ ổn định. Nhưng mà nếu trong tình trạng mà chúng ta không thể nói trước được với dịch bệnh, đúng không? Do đó là thầy cô cũng nên chuẩn bị nhiều kịch bản để thay thế. Và xin được chào trân trọng, hẹn gặp lại thầy cô vào những chương trình sau ạ. Xin chào quý thầy cô, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta nghỉ ở đây. Thank you.